Hôm nay chúng ta tiếp tục vào những nỗi khổ tiếp theo trong 8 nỗi khổ lớn mà Đức Phật đã tuyên thuyết, Tổ đã dẫn lại lời Phật để cảnh tỉnh và giác ngộ chúng ta. Điều khổ thứ hai trong 8 nỗi khổ đó là lão khổ. Lão tức là già đó. Lão khổ tức là sự khổ trong lúc tuổi già. Con người khi già rồi, các căn đều suy yếu, mắt mờ, tai lãng, lưng mỏi, chân run, ăn thấy kém ngon, ngủ không thẳng giấc, trí nhớ chẳng còn minh mẫn, làn da khô khan, răng dần dần đau nhức, chuyển rụng. Dù cho bậc thanh niên tuấn mã hay trang thiếu nữ tiên dung, khi đến tuổi này âu cũng bao vẻ hào hoa đâu thấy nữa, một thân khô kiệt nghĩ buồn tênh. Lắm kẻ tuổi già đờ đẫn, khi ăn mặc lúc đại tiểu tiện nhơ nhớp, con cháu dù thân cũng sinh nhàm chán. Kiếp người dường như kiếp hoa, luật vô thường chuyển biến, khi đã đem đến cho hương sắc, nó cũng đem đến cho vẻ tàn phai. Xét ra cái già thật không vui chi, thân người thật không chi đáng luyến. Vì thế Đức Phật mới bảo già là khổ. Đấy là ở trong cái đoạn văn luận niệm Phật thập yếu mà Tổ vừa trích giảng lời Phật, vừa nói ra những cái điều khổ cực của tuổi già. Ngài nói rằng lúc con người ta tuổi về già, các căn thì suy yếu. Các căn đó là sao? Các căn đó là gì? Đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỵ căn, thiệt căn, thân căn, vân vân đó. Nhãn căn tức là con mắt. Mắt thì tuổi già thì mắt chúng ta còn nhìn còn sáng được như tuổi còn trẻ nữa không? Không. Gọi là già thì mắt mờ, tai thì lãng. Ở đây là miền Nam thì cụ dịch là tai lãng. Mình ở miền Bắc thì có thể gọi là cái tai là nghĩnh ngãng, đúng không? Nghĩnh ngãng tức là nếu mà điếc thì là không nghe thấy nữa thì gọi là điếc, thì gọi là tai lãng. Lãng tức là gì? Mình gọi là nghĩnh ngãng, câu được câu không. Nó cũng chưa phải hẳn là điếc, mà cũng không còn gì, không còn thính tai như khi còn tuổi trẻ nữa. Người ta gọi có khi bình thường nói nhỏ thì nghe thấy lúc tuổi trẻ, nhưng bây giờ về già phải nói thật to, nói như cãi nhau mới nghe được. Đó gọi là gì? Tai thì lãng. Lãng tức là cái từ tiếng Hán đó, từ lãng có nghĩa là gì? Là lãng đãng, là mình cứ nói cái hôm nay nó phiêu du, nó cứ lúc lên lúc xuống như làn sóng ấy. Gọi là lãng. Nghe không rõ thì gọi là lãng. Tai thì lãng, lưng thì mỏi. Tuổi già rồi, không chỉ lưng mà tất cả các cơ quan đoàn thể trong thân thể của chúng ta, khớp gối cũng đau, khớp bánh chè, xương bánh chè cũng đau, rồi khớp hông cũng đau, khớp tay cũng đau, đầu ngón chân, đầu ngón tay đều đau hết. Chứ đừng nói là cái lưng, mà toàn bộ thân thể của chúng ta chỗ nào nó cũng có thể gì đau nhức và mỏi tê khó chịu bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi cháy nắng trở trời. Đó, cho nên mới gọi là gì? Lưng mỏi, chân run. Chân run là thế nào? Bình thường còn trẻ như là chúng ta đi 2 chân, nhưng già đi 3 chân vẫn gì? Vẫn không gì? Không vững. 3 chân là một chân gì nữa? Chống thêm cái gì nhỉ? Cái lưng thì còng còng. Bình thường thì còn trẻ thì đi lưng thẳng, vừa đi vừa chạy marathon có thể gì? Vẫn không sao. Gánh 4, 5, 6, 70 cân ở trên vai vẫn gì? Vẫn chạy băng băng. Đặc biệt là các cụ ngày xưa, tuổi trẻ ngày xưa là hay đi gính. Bây giờ lớp trẻ bây giờ thì nó cho lên xe hết rồi. Xe máy rồi ô tô rồi công nông ba gác đủ các thứ nó ấy rồi. Ngày xưa chúng ta đi chợ là mua bán cái gì thường là phải gì nhỉ? Phải gính. Hay là kể cả có cái gính thóc ấy để đi xay sát ấy, thì cũng phải gì?
gánh ở trên vai. Đó. Nhưng bây giờ thì giới trẻ bây giờ không như thế nữa. Nó gọi alo một cái là gì? À, họ ship hàng đến thì đến tận nhà, đặc biệt là thành phố. Họ chuyển hàng đến tận nhà, gạo đến tận nhà, ký giấy, thậm chí là còn từ cửa mang vào nhà còn không mang nữa, ấy mang vào đây để cho chị, ấy mang đây để cho bà, mang vào đây để cho bác, để đúng nơi đúng chỗ cho mình, họ ký giấy, trả tiền, họ nhận tiền rồi đi. Những ngày xưa thì khác. Ngày xưa cho nên khỏe đến đâu, dù cho khỏe đến đâu đi chăng nữa, bây giờ già rồi, 6, 7, 8, 10 bắt đầu đi nó run run rồi. Hôm rồi đi xuống chùa thầy dỗ tổ gặp mấy cụ. Mấy cụ ở ngày xưa thì tôi ở đó thì các cụ cũng thường là hay đi gánh vôi, gánh cát từ dưới chân núi lên với tôi. Xuống gặp các cụ bảo là ô thế thì sư ông còn nhớ là ngày xưa đi gánh vôi, gánh cát với chúng con không? Bảo có chứ, thầy nhớ chứ. Thế bảo ngày xưa chúng con một ngày mấy gánh vôi, gánh cát, nhưng bây giờ chúng con lên đây con phải nghỉ đến 5-6 lần. Thì hỏi cụ bao nhiêu rồi, con năm nay 86 rồi. 86 mà lên được đỉnh núi chùa thầy là quý lắm rồi. Những cụ bảo con phải nghỉ đến 5-6 lần, ngày xưa thì gánh vôi, gánh cát nghỉ có một lần. Đó. Còn lên đi không là đi thẳng, nhưng bây giờ con phải lên tới đấy con phải nghỉ 5-6 lần. Mà 5-6 lần mà 86 tuổi vẫn lên được là vẫn còn gì? Còn quý. Các Phật tử chúng ta bây giờ có cụ ngồi đây 60 có thể là gì? Bước đi đã phải sờ rồi. À, sờ rồi. Chân bắt đầu thì nó không nghe theo gì, không nghe theo ý thức của mình rồi. Đó, đó là tuổi gì? Tuổi già. Chân run. Ăn thì thấy là kém gì? Kém ngon. Ngày xưa còn trẻ thì cuộc sống nó vất vả. Cơm độn sắn, độn ngô ăn vẫn thấy gì? Thấy ngon. À, thậm chí cơm độn sắn ấy. Ngày xưa nhà tôi nghèo là cơm độn sắn, mà sắn còn không được ăn no, còn phải chia nhau. Người ngồi đầu nồi bố mẹ hoặc là chị cả, chứ đi lấy chồng thì ngồi đầu nồi. À, chị cả đi lấy chồng rồi thì mẹ phải ngồi đầu nồi để phân chia. À, ai cũng được hai, hoặc là người trẻ con thì hai lần sấy cơm, còn người lớn thì ba lần sấy cơm. À, thì trẻ con đó thì sấy làm sao cho nó bớt cái sắn đi, như sấy lưng lưng thôi, nó vẫn là một lần sấy cơm. Còn bố thì ba lần sấy cơm thì sấy cho bắt đầy, và thì bố là người lao động chính trong gia đình cho nên phải sấy bắt đầy, nhưng mà thêm nhiều sắn vào. Đó, các con thì bỏ bớt sắn đi, nhưng mà ăn vẫn thấy ngon. Cơm độn sắn ăn vẫn ngon. Các Phật tử chúng ta nghĩ là tuổi trẻ ngày xưa mình cũng vậy. Có khi cái rau, ăn cơm ăn rau, rau luộc hoặc rau nấu canh, thậm chí là rau nấu suông luôn cho vào, nó có may để có tí muối, tí mì chính thôi. Còn tí mỡ lợn cũng còn không có nữa. Vì có khi cả tháng, nửa tháng mới mua được mấy lạng tóp mỡ, bắt đầu là đem rán. Tóp mỡ thì để dành cho các con. Còn cái tí mỡ thì cho vào cái chai hoặc cho vào cái bát hay cái âu gì, cái liễn gì đấy. Thế để đấy, và là mỗi một lúc nấu canh ấy, thì để cho nó nổi cái váng váng, cho nó trơn trơn cái rau để ăn cho nó dễ. Thì ngoáy lên cái đũa, ngoáy vào một tí rồi cho vào đấy. Thế lắm khi nó hết còn chẳng có tí nào nữa. Đó, cuộc sống nó nghèo, nó khổ ngày xưa như thế. Thời ngày xưa, thời sống, cuộc sống là tem phiếu mà. Đất nước mới chiến tranh xong, mới giải phóng xong. Cho nên đã còn nghèo. Thì chúng ta thấy, nhưng mà chúng ta thấy ăn vẫn ngon. Cơm rau và cơm sắn, thậm chí là cơm trộn với muối trắng ăn vẫn thấy ngon. Nhưng bây giờ già rồi á, cuộc sống đất nước thì nhờ sự lãnh đạo của Đảng, của nhà nước, chính phủ thì chúng ta được cơm no áo ấm rồi. Ở nơi thành phố, thành thị chúng ta không còn đói khát, thiếu thốn như ngày xưa nữa. Thì chúng ta thấy con cái nó làm ăn, nó có củ ăn củ để rồi. Thì mình bây giờ lại già mất rồi. Nó mua về đầy cho đêm ăn, nhưng mà ăn cái gì cũng chẳng thấy gì hết. Chẳng thấy ngon. Sơn hào hải vị ăn vào cũng không thấy ngon. Cho nên bảo là tuổi già, ở đây tổ mới nói gì, ăn thì thấy kém ngon. Ngủ thì chẳng gì, chẳng thẳng giấc. Ở đây là cách nói của gì, của các thầy ở trong miền Nam. Gọi là chẳng thẳng giấc, thẳng tức là sao ạ? Tức là từ khi nằm đặt lưng xuống cho đến khi thức dậy là một giấc, là một mạch luôn, ngáy khò khò cho đến một mạch là gì? Là dậy. Nhưng mà chúng ta bây giờ tuổi già rồi thì sao? Trằn trọc suốt đêm
lăn qua lăn lại, lật lên lật xuống, đứng lên ngồi xuống, dậy uống nước 2-3 lần, nhìn đồng hồ thì trời nó vẫn còn chưa sáng. Nhưng khổ thân, cái thân nó đâu có hiểu rằng cái thân già vò võ thế này, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh thế này, mà nó còn cho tôi leo lên tận tầng 7. Còn nó tuổi trẻ thì gì, nó ở tầng 2. Khổ thân. Thế mà nó đâu có nghĩ như thế, nó nghĩ là thương bố mẹ. Bố mẹ thì phải ở trên, cho bố mẹ lên trên để gần với các cụ. Đúng là nó cho lên để gần với các cụ thật. Đúng không? Nó cho lên ở gần với các cụ thật mà. Thì các cụ thì gì? Ngồi trên ban thờ hết rồi, bây giờ nó cho bố mẹ lên gần đấy để cho gì? Cho thắp hương cho các cụ, cho ở gần các cụ, mà đúng là lên đấy gần thật. Sâu sắc lắm, nham hiểm lắm. Thật đấy. Các vị thấy có mấy khi mà con cái chúng ta nó ở trên tầng 6, tầng 5, tầng 6, nó để chúng ta ở tầng 1, tầng 2 đâu. Trừ những trường hợp mà bố mẹ gọi là có quyền lực, có tiền, có quyền lực, sổ đỏ còn đứng tên bố mẹ. Nó chả làm gì được thì nó phải gì ạ? Nó phải nghe lời thôi. Còn bây giờ nghỉ hưu rồi, hoặc là gì, hoặc là không có đồng tiền lương hưu nữa, nghỉ mất sức, nghỉ chế độ, một tiền một cục đưa hết cho nó rồi, sổ đỏ cũng sang tên để nó cắm ngân hàng, nó làm ăn rồi, biết tay ngay. Không biết tôi nói có đúng không, nhưng chắc chắn sẽ đúng khoảng 80% trở lên. Còn khoảng 10-15% là gì, gặp một đứa con hiếu thảo. Cũng có những đứa con hiếu thảo, chỗ khó khăn, chỗ lao nhọc thì nó ở, còn chỗ tốt đẹp, chỗ gần gũi với tầng 1 hoặc ở tầng 1, tầng 2 đó thì để cho bố mẹ đó. Nhưng ít lắm đó. 5% là trường hợp hiếu thảo, 15% là bố mẹ gì còn khống chế về kinh tế, hoặc khống chế cái gì ạ, giấy chứng nhận quyền sở hữu sử dụng đất. Thế thì nó mới gì, nó mới sợ. Còn đã giao hết cho nó rồi thôi thì mời bố mẹ lên trên tầng thượng. Đi ra đi vào đi làm, nó bảo rồi, nhà bây giờ trộm cướp như rươi, thôi con cứ khóa cửa lại thì bố mẹ cứ ở trong cho nó yên tâm, cho nó an toàn. Thế là coi như là mình giống như người người gì ạ? Người bị giam lỏng nữa còn gì nữa, muốn đi thì chẳng đi được nữa, chìa khóa nó cầm mất đi rồi. Thôi, biết tay chưa? Biết tay chưa? Vậy còn muốn sinh sang cái thế giới này bao nhiêu lần nữa? Muốn sinh sang bao nhiêu lần nữa? Cho nên á, Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài thấy được cái nỗi khổ của chúng sinh ở thế giới Sa Bà chúng ta này. Cho nên á, sau 12 năm thành Phật thuyết pháp độ sinh giáo hóa cho các vị căn cơ thượng, bậc thượng đã chứng quả La Hán rồi, Ngài thấy rằng còn rất nhiều những chúng sinh căn cơ gì chậm lụt, phúc báo thì ít ỏi, trí tuệ có thể có đấy nhưng mà chỉ là trí tuệ thế gian thôi. Cái nhân và cái trí tuệ xuất thế thì ít ỏi vô cùng. Tự tu tự ngộ, tự tu tự giải thoát bằng cái tự thân của mình, tự lực của mình, tự nguyện của mình thì khó. Cho nên Ngài mới riêng thuyết ra, đầu tiên ra bộ kinh về nhà. Trong thời Phương Đẳng, tức là sau 12 năm đầu thành Phật đó, Đức Phật thuyết thời kinh Phương Đẳng. Trong kinh Phương Đẳng đó có một bộ kinh đặc biệt. Bộ kinh ấy vô, gọi là bộ kinh vô vấn tự thuyết, tức là không có ai hỏi, không có ai biết gì cả, nhưng vì lòng từ bi của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni chúng ta, Ngài nói ra cái bộ kinh ấy, đó chính là bộ Phật thuyết A Di Đà kinh, chính là bộ Phật thuyết A Di Đà kinh. Bộ kinh ấy không có ai biết, nhưng từ Đức Phật gì, vì lòng từ bi độ tha vô lượng, dùng cái phương tiện, dùng cái thuyền từ rộng lớn để chở chúng sinh từ cõi Sa Bà về cõi Tây Phương, cho nên không ai biết mà Ngài vẫn tự gì, tự nói ra, kêu tôn giả Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất trong hàng thánh tăng đệ tử của mình, mà bảo Xá Lợi Phất không biết gì cả. Và Đức Phật tự hỏi và tự trả lời, tự giải đáp và tự gì,
giảng giải tự giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, và Ngài khuyên gì? Khuyên chúng ta hãy gì? Hãy phát nguyện vãng sinh về đó. Hãy phát nguyện là gì? Nên có lòng tin, tin vào lời Phật dạy, tin vào thế giới Tây Phương Cực Lạc là có thật, tin vào Đức Phật A Di Đà thế giới Tây Phương Cực Lạc là có thật, và tin là mình là người niệm Phật phát nguyện vãng sinh sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới sau khi xả bỏ báo thân này. Đó. Có người khởi lòng nghi, thậm chí những vị tăng hẳn hoi, những vị xuất gia cũng tu theo trình độ niệm Phật bao nhiêu năm nay hẳn hoi, nhưng vừa qua thì khởi lên cái mối nghi, lên giảng cho các Phật tử và nói rằng á, vậy bao nhiêu năm nay các Phật tử có thấy là ai gì ạ? Có thấy ai bảo là gì còn sống mà Phật hiện lên để bảo là mà đoán đi vãng sinh không? Hay là chỉ thấy nói là gì người đó chết rồi mới được vãng sinh? Thậm chí còn nói là gì ạ? Còn nói là người vãng sinh lưu lại xá lợi. Nhưng thử hỏi rằng những người lưu xá lợi đó có phải là người bình thường không? Và còn nói là đó toàn là những người bị bệnh gì ạ? Bị bệnh gì? Bị bệnh ung thư, và đem tiêm truyền hóa chất vào, và những cái gì, cái hóa chất ấy nó gì, nó chưa tiêu hết cho nên nó mới tạo thành những cái gì ạ? Những cái cục cục sau khi sau khi chết đó, nó hòa vào cái xương, nó tạo cục cục đó mà gọi là xá lợi. Đâu phải là xá lợi, mà đó toàn là gì, các chất do gì, do hóa chất nó kết thành, nó tạo thành, mà người ngu si tu hành bây giờ lại cứ bảo là đó là xá lợi của người vãng sinh. Các vị về xem mạng mà xem tôi thì không muốn nói tên của các vị ấy, bởi vì lên giảng ở trên bục giảng á, Hòa Thượng Tịnh Không nói thì muốn cho Phật Pháp hưng long chỉ có tăng khen tăng. Nhưng bây giờ mình không khen được người ta thì thôi, mình lại đi nói lỗi người ta là không được. Nhưng mà khen người ta thì bằng khen một cách gì? Khi mà người ta khởi cái tâm nghi ngờ với pháp môn mà chính họ đang tu mấy chục năm nay, thì mình khen người ta bằng cách nào? Khen người ta tức là gì ạ? Thấy người ta làm sai mà mình vẫn gì? Vẫn khen người ta làm sai tức là mình cũng gì ạ? Mình không có trí tuệ, và mình gì? Cũng chẳng khác gì người ta cả. Nhưng mà quan điểm của tôi gì? Thì không chỉ mặt đặt tên nói lỗi người ta. Còn các vị muốn tìm hiểu, tự các vị tìm hiểu, ở trên mạng có rất nhiều. Đặc biệt là một vài bài giảng của vị ấy khởi cái tâm nghi với pháp môn, chính pháp môn của mình đã tu theo bao nhiêu năm nay. Và hiện tại chùa của mình cũng vẫn đang niệm Phật, vẫn đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vẫn tổ chức khóa tu tịnh độ. Nhưng mà cái vị cao nhất là vị trụ trì lại khởi tâm nghi, khởi tâm nghi, và nói rằng những người niệm Phật lưu xá lợi toàn là những người bị bệnh ung thư à, bệnh ung thư không à, đem đi chuyển hóa chất sau này thế à. Các vị đó, nếu mà bây giờ nhìn lại cách đây khoảng độ tầm nó rơi vào ngày 21 tháng 3 vừa qua, ngày 21 tháng 3 vừa qua là ngày mà tăng ni Phật tử, đệ tử của Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sinh cách đây 3-4 năm. Và với cái tâm nguyện của Hòa Thượng nói rằng sau khi mất đi thì đem trà tì thân thể của Ngài, và đem cái thân thể của Ngài đem trộn với cái bột gạo và muối, đem vứt ra sông ra biển cho cá nó ăn, kết duyên với loài thủy tộc. Nhưng mà các đệ tử của Ngài thấy Ngài ra đi một cách tự tại, biết trước ngày giờ như thế, ra đi nằm tự do tự tại, Ngài nằm theo cái thế gọi là cát tường mà ra đi, giống như Đức Phật ngày xưa nhập Niết Bàn vậy, biết trước ngày giờ, đi chào tất cả mọi người, rồi dặn các đệ tử và nói là gì, ngày mai là tôi gì, tôi đi xa. Nhưng các đệ tử không biết, cứ tưởng là cụ đi đâu, cho nên sáng ra thì vẫn không thấy cụ gì ăn cơm, đến trưa vẫn không thấy cụ gì ăn cơm, lúc đó mới gì gõ cửa không thấy cụ nói nữa, mới để cậy cửa mở ra thì gì, y áo cụ gập thật là gì, là vuông vắn, chăn nệm cụ cũng gập vuông vắn, chăn thì để dưới chân, y áo thì để trên đầu giường, tức là y cà sa cụ để trên đầu giường, và cụ nằm theo thế cát tường nhẹ nhàng cụ ra đi. Và khi đó mọi người vào thấy như vậy mới để nguyên như vậy, mới báo với chính quyền, mới báo với sơn môn anh em huynh đệ, đi đến hàng mấy tiếng đồng hồ sau, khi mà đến thì cụ vẫn nằm nguyên như vậy, và
thân thể cụ vẫn mềm mại, bình thường, hơi ấm nơi đỉnh đầu. Và mọi người thấy cái tướng lạ như vậy, để 2-3 ngày hôm sau thân thể của cụ vẫn mềm mại như vậy. Và mọi người thấy như vậy mới không làm theo di nguyện của Hòa Thượng, đó là đem trà tì, tức là đem hỏa thiêu đó, và đem lấy xương trộn với xương cốt của Ngài, cho cốt của Ngài trộn với bột gạo với lại muối, đem rải ra ngoài biển, ngoài sông như lời Ngài di chúc đó, mới lại đem toàn bộ cái thân thể của Ngài đem cho vào một cái gì ở bên Trung Quốc, các chư tăng á, mất thì người ta không cho vào quan tài như Việt Nam đâu. Các bậc cao tăng mà mất là người ta cho vào một cái chum. Chúng ta biết cái chum không? Cái chum là nó to, mà cái miệng nó to. Cái chum. Có người thì cho vào cái vại. Thì cụ tổ thì chúng ta thấy cái cho vào cái chum. Ra là cho cụ ngồi vào trong đó, xếp ngồi kiết già, cụ vào trong đó thì cho vào cái chum, đẩy nắp kỹ lại và cho nhập tháp. Và ngày 21 tháng 3 âm lịch vừa qua, sơn môn tín đồ Phật tử và các cấp chính quyền địa phương mới là đem mở khám ngày ra. Kiểu như Việt Nam mình gọi là sau 3 năm thì thường là gì ạ? Sang cát, bốc mộ đó. Thì cụ tuy để trong đó nhưng đem chôn dưới tháp, nhưng bây giờ kiểu như cũng thì đem mở tháp ra, thì nếu mà cái thân thể của Ngài á mà bình thường á như những người khác á, thì cái thịt nó sẽ bị sao? Thôi rửa hết và chỉ còn cái gì ạ? Còn cái xương. Và cái xương đó để đem cho vào tiểu và rửa, lấy rượu rửa sạch sẽ đi để cho vào tiểu và đem gì ạ? Đem lúc đó mà đem cải táng, hay mà đem là gì? An táng lâu dài. Đó là cái tục lệ của Trung Quốc. Như Việt Nam chúng ta thì miền Bắc thì nó như thế. Miền Nam thì chúng ta thấy gì? Táng một lần là xong. Nhưng miền Bắc chúng ta thì ngày xưa đó gọi là hung táng á, thì sau 3-4 năm gì đó thì phải đem đi cải táng. Thì bên Trung Quốc cái tục lệ nó cũng tương tự như miền Bắc chúng ta. Và các đệ tử của Ngài á, đem khi mà mở cái lu ra, cái chum ra, chúng ta biết thế nào không? Một cái hiện tượng lạ đó là gì? Toàn thân thể của Ngài vẫn ngồi thiền y nguyên như vậy. Nó chỉ có gì? Thịt xương nó teo tóp đi, như là hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở dưới chùa Đậu chúng ta vậy. Ngài ngồi y nguyên như vậy. Chúng ta thấy không? Đấy gọi là gì ạ? Gọi là toàn thân xá lợi, lưu lại toàn thân xá lợi. Còn mà đem trà tì hỏa thiêu á, thì nó có những cái cục, những cái viên xá lợi đó gọi là gì? Là xá lợi tán ra rồi. Còn thân thể của Ngài á, gọi là toàn thân xá lợi, hay còn gọi là nhục thân xá lợi. Đó, gọi đúng hơn là gì? Là toàn thân xá lợi. Đó, giống như hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Nhưng đặc biệt chúng ta thấy ở ngôi chùa đó, tuy một ngôi chùa quê thôi, xa xôi hẻo lánh, nghèo nghèo thôi, nhưng mà gì? Cũng có hai nhục thân xá lợi, giống như chùa Đậu chúng ta vậy. Hai nhục thân, một nhục thân của một vị thiền sư trước Ngài, và đến Ngài nữa bây giờ là hai nhục thân. Còn mẹ của Ngài nữa là gì? Có ba vị thánh ở một ngôi chùa. Mẹ của Ngài á, thì chết đó trước đó mấy năm, đem đi chôn rồi. Đem đi chôn rồi, nhưng mà gì? Chôn rồi, nhưng mà sau khi á, cái mộ vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Nhưng sau này, mấy năm sau á, Ngài với lại các tín đồ á, đem cũng bốc mộ mẹ và đem cải táng, cải cát cho mẹ. Thì chúng ta biết cái hiện tượng xảy ra không? Trong cái quan tài á, không thấy một tí xương nào, không thấy một tí cái đồ bẩn nào. Quan tài sạch bóng, mà duy nhất có một cái gì ạ? Cái châm cài đầu. Duy nhất còn lại một cái châm cài đầu. Chúng ta thấy không thấy thân thể đâu. Mà trong đó ở trên gì? Trên mặt mộ thì vẫn y nguyên, không có dấu hiệu đào bới, không có một cái hiện tượng gì cả. Nhưng còn lại duy nhất một cái châm cài đầu. Cho nên ở đây chúng ta nghe là câu chuyện của vị thiền sư, vị tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Chúng ta thấy ngày xưa thì ở triều đại nhà Lương, vua Lương Vũ Đế với là nhà Ngụy, khi mà Ngài độ Lương Vũ Đế không được, Ngài sang nhà Ngụy ngồi ở trên hang núi 9 năm trời, xoay mặt vào vách đá ở tại hang động, gọi là núi hang động Thiếu Thất đó, ở tại núi Tung Sơn, bây giờ gọi là chùa Thiếu Lâm, một cái ngôi chùa rất nổi tiếng về cái phái võ Thiếu Lâm tự của Phật giáo Trung Hoa. Ngài chính là sơ tổ của Thiền Tông Trung Hoa, và cũng là gì? Cái người đầu tiên dạy cho các sư
biết học võ, biết tập võ để rèn luyện thân thể cho mạnh khỏe, và sau này thành một cái tông phái gọi là Thiền Tông Trung Hoa. Ngoài việc Thiền Tông Trung Hoa ra, lập thì Thiền Tông Trung Hoa ra còn lập đến một cái phái võ gọi là Thiếu Lâm. Phái võ Thiếu Lâm là cái gì? Cái nôi của nền võ thuật Phật giáo Trung Quốc nói riêng và võ thuật của Trung Quốc nói chung. Cho nên đó, chúng ta mới thấy rằng Ngài sau khi cũng hơn 100 tuổi, Ngài cũng thì hiện ra nhập diệt. Mọi người đem gì? Đem chôn Ngài. Vua nước Ngụy đem chôn Ngài. Và mọi người đem chôn Ngài. Nhưng khi chôn như vậy lại có gì? Có hai ông quan đi sứ ở biên cương trở về thì lại gặp gì? Gặp thấy Ngài quẩy ở trên vai của mình một chiếc giày. Đi thì đến vì cái vị quan là ngày xưa cũng đã từng gặp thiền sư rồi, gặp tổ rồi, cho nên nhiều lần đỉnh lễ Ngài với hỏi hỏi chuyện là bạch tổ đi đâu. Thế tổ bảo ta có về, ta có việc đi, phải đi về Tây Trúc. Thế là hai thầy trò nói chuyện với nhau, chào nhau một tí và thì, cái vị quan kia thì lại quay trở về Trung Quốc. Còn cái tổ Đạt Ma thì quẩy chiếc giày đó và đi về hướng Ấn Độ. Thì về Tây Trúc mà, thì về hướng Ấn Độ, ta đi về phía Tây. Thế về thì tới nhà ngày xưa đi nó mất mấy tháng cơ. Đất nước Trung Quốc nó rộng lớn mà. Từ biên giới gặp nhau ở biên giới Ấn Độ, bây giờ nó khu vực Pakistan, Afghanistan gì đó. Đến cái khu vực đó thì gặp nhau. Thế khi về thì vị quan này đi thì mấy tháng trời mới về đến nước mình. Thì về mới nghe tin là tổ đã gì? Đã viên tịch rồi, mấy tháng nay rồi. Thế thì vị kia mới bảo là tôi mới gặp Ngài ở mấy tháng trước ở biên giới mà còn nói chuyện với Ngài, thế Ngài quẩy một cái gì, cái chiếc giày ở trên cái chiếc nón lá và chiếc giày ở trên vai cơ mà. Thế mới nói là cái câu chuyện đó được tâu lên vua. Vua Ngụy thì vua mới bảo rằng làm gì có cái chuyện đó. Thế thì bảo là nói dối, thì bảo là không, thần không bao giờ nói dối, không bao giờ dám khi quân phạm thượng. Mà không phải một mình thần thấy mà gì, cả đoàn tùy tùng đều thấy. Cho gọi mọi người lên, những người đi theo cái vị quan đó lên thì đúng là ai cũng nhìn thấy thật. Thế là bắt đầu thì vua mới bảo vậy thì bây giờ đem gì ạ? Đem ra xem mộ có cái hiện tượng gì không. Nhưng ra ngoài mộ thì vẫn không có hiện tượng gì cả. Cỏ đã mọc gì? Xanh rồi. Vì gần một năm sau, mấy tháng sau rồi mà thì cỏ đã mọc lên xanh rồi. Mộ vẫn còn y nguyên như vậy. Ngày xưa chúng ta chôn thì thường hay đắp cái mộ bằng gì? Cái mộ đất. Cho nên là thường mấy tháng là mùa mưa thì cỏ nó gì? Nó bắt đầu mọc lên rồi. Cỏ vẫn mọc nguyên như vậy, mộ vẫn nguyên như vậy, cỏ đã mọc xanh xanh lên rồi. Cho đào lên thì ở trong quan tài vẫn còn nguyên. Bên ngoài quan tài vẫn đóng đinh, vẫn nguyên như vậy. Nhưng khi mở nắp quan tài ra mới thấy gì? Trong quan tài duy nhất chỉ còn có một chiếc gì? Một chiếc giày. Đó là câu chuyện của gì? Nói về tổ Bồ Đề Đạt Ma, sơ tổ của Thiền Tông Trung Hoa. Còn á, cái chùa của Ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng 112 tuổi tôi đang nói lúc nãy á, đó, hai nhục thân. Và một cái kỳ tích đó là gì? Cái châm của mẹ của Ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng được thờ trong ngôi chùa ấy. Cái châm cài tóc ấy mà, người Trung Quốc ngày xưa họ thường là búi tóc lên trên đầu, có gia đình rồi thì búi tóc lên trên đầu và dùng cái gì? Cái châm để cài lên trên tóc, để cho giữ tóc nó khỏi buông xuống, khỏi rơi lão xóa mà. Cho nên thân mẫu của Ngài cũng để tóc dài như những người con gái khác thời xưa và cài cái châm lên trên đầu. Chết 3-4 năm sau, đem bốc mộ, không còn một tí cho xương cốt mà cũng không thấy một cái sự vật hiện tượng gì ngoài cái châm ở trong đó. Mà trong khi đó thì quan tài thì vẫn còn gì ạ? Đóng đinh. Bật nắp quan tài ra đào hết đất, đất thì không thấy có một hiện tượng gì đào bới. Nhưng quan tài đặc biệt thì vẫn còn đóng đinh, vẫn còn nguyên như vậy. Mở ra chỉ còn duy nhất một chiếc châm của bà trong đấy. Đó, chúng ta thấy không? Mà trước khi mất á, bà cụ cũng chuyên tâm niệm Phật và biết trước ngày giờ ra đi, nói với con trai của mình là Hải Hiền Lão Hòa Thượng ngày ấy, và bà cũng ra đi một cách nhẹ nhàng. Đó, nếu mà các vị thầy mà còn nghi ngờ, người niệm Phật chúng ta mà còn nghi ngờ á, thì hãy xem gì, những tấm gương ấy. Đây là những tấm gương gọi là còn sống mà vãng sinh còn gì nữa.
không phải là còn sống vãng sinh thì tại sao người ta biết trước ngày giờ? À, Hải Hiền Lão Hòa Thượng trước khi mất một tháng, ngài đi thăm tất cả các ngôi chùa mà ngày xưa ngài đã từng ở, đã từng khi xuất gia đã từng ở, về thăm ngôi nhà cũ của mẹ mình, thăm mấy người bạn tu của mình ngày xưa, và đến thắp hương cho gì nơi mộ mẹ của mình, và ngày mai ra đi. Thì hôm nay ngài nói với mấy đệ tử của mình là gì, mai thầy có việc phải đi xa. Các đệ tử không hiểu, cứ nghĩ rằng ngài đi xa là đi chơi, đi chơi với bạn bè hay đi đâu đó khoảng độ mấy ngày hay là như thế nào đó thì ngài lại về. Nhưng mọi người, các đệ tử ngài không hiểu rằng á, trước đó 3 ngày thì tự tay ngài thì ngài, chúng ta nhớ nhé, cả đời của ngài chỉ có làm nông nghiệp và một câu A Di Đà Phật thôi, cả đời của ngài chưa bao giờ lên bục giảng như thế này. Vì ngài sinh vào cái thời đất nước Trung Quốc chiến tranh loạn lạc, cho nên tuổi trẻ ngài không được học, mà thậm chí ngài đi tu rồi á, chính quyền Trung Quốc ngày đó thì còn bắt ngài về á để đi lao công, để đi làm công nhân nữa, không cho ngài tu. Thì ngài cũng về, ngài cũng về, cũng mặc quần áo tại gia, cũng đi để làm lao công. Nhưng mà cái điều duy nhất là gì, ngài không ăn thịt, không uống rượu và không lấy vợ. Tóc ngài vẫn để dài ra những người bình thường khác, cũng mặc quần áo tại gia như người bình thường khác, và cũng đi làm công nhân như những người bình thường khác. Vì chính phủ Trung Quốc ngày đó thì đốt đình, phá chùa và bắt tăng hoàn tục, cho nên cấm các sư mới xuất gia, các sư cũ xuất gia rồi còn trẻ thì bắt hoàn tục để đi làm công nhân. Thì ngài Lão Hải Hiền Hòa Thượng, ngài ở vào cái hoàn cảnh ấy, bối cảnh lịch sử của đất nước Trung Quốc như thế, cho nên ngài cũng đi về hơn chục năm, đi về đi làm công nhân. Nhưng mà cái tâm tu của ngài không bị thoái chuyển, vẫn ăn chay, không được tụng kinh thì gì, ngài chỉ một câu A Di Đà Phật thôi. Ngài giơ cái cuốc lên, ngài bổ xuống một cái, ngài gì, ngài niệm thầm ở trong tâm A Di Đà Phật, có ông nào biết được đâu, chẳng ông nào biết được, chẳng ông nào biết là ngài đang tu. Sau này khi đất nước Trung Quốc giải phóng rồi mà cái chính sách thù địch tôn giáo nó trở về gì, nó nhẹ nhàng hơn, và ngài lại quay trở lại chùa, ngài tu tiếp. Lúc đó mới cạo tóc và mới mặc quần áo tu, và ngài cũng chỉ có một câu A Di Đà Phật, và vác cuốc đi ra rừng khai hoang, và đem trồng ngô khoai sắn, và đem gì, đem lại hiến cho chính phủ, và đem chia cho người nghèo. Một đời của ngài như vậy thôi, cả một đời của ngài như vậy, đến năm 112 tuổi vẫn làm điều đó. Nhưng trước khi vãng sinh 3 ngày, chúng ta xem cái bộ phim mà còn ghi lại được cái thước phim mà trước khi ngài vãng sinh 3 ngày á, thì tự nhiên ở chùa của ngài thì đất thì rộng, để toàn trồng ngô, mà trồng ngô với trồng cái củ mình gọi là củ khoai lang á. Thì đặc biệt là ngô mới bẻ xong thì thường cái cây ngô có chặt vào nhà chùa thì tiếc, chặt vào để gì, để đun. Cho nên cái cây ngô bẻ buồng, lấy buồng xong, cây ngô chặt cả cây vào, lấy buồng xong đem ra phơi trước cái đường vào chùa này. Đó, phơi sạch cái đường vào chùa. Đó, phơi sạch, phơi đầy cái đường vào chùa. Trước khi vãng sinh 3 ngày, đích thân ngài gì ạ, ngài ra ngài dọn sạch cái cây ngô, ngài quét đường vào chùa từ ngoài đường vào tới trong gì, trong cửa chùa của ngài. Và các Phật tử ra tranh chổi xin ngài quét, ngài bảo không, để cho gì, để cho ta làm, để cho ta làm. Mọi người cũng không hiểu ý của ngài, ngài để là ngài muốn tự quét, ngài muốn tự quét từ ngoài ngõ cho đến gì, đến vào chùa, từ trong chùa cho đến ra ngõ, quét sạch cái đường đi. Chúng ta hiểu ý của ngài chưa? Lúc đó có ai hiểu không? Các đệ tử ngài không hiểu, nhưng bây giờ chúng ta thì mới biết được. Để 3 ngày sau ngài vãng sinh mới biết là gì. Cái thứ nhất, ngài quét là gì ạ? Ngài quét đường để dọn cái đường để cho mình chuẩn bị gì? Mình đi đâu? Đi về Tây Phương. Cái thứ hai, ý hiểu cho thế gian này, ngài dọn đường đi để cho gì? Khi ngài biết rằng ngài vãng sinh thì sẽ có rất đông tăng ni Phật tử, các cấp chính quyền, tín đồ Phật tử, thập phương các nơi đến để
đến để thắp hương và tiễn đưa Ngài. Cho nên á, Ngài không muốn để cho thấy cái cảnh nhếch nhác trong cái cuộc sống thường nhật hàng ngày của gì, của một vị tăng, là để cái chùa gì nó đầy cây ngô phơi như thế. Cho nên Ngài đem, Ngài quét dọn sạch sẽ cái đường vào cho tăng ni, tín đồ, Phật tử và mọi người đến phúng điếu, phúng viếng Ngài, tiễn đưa Ngài về Tây Phương này, là thấy cảnh chùa nó được trang nghiêm, thanh tịnh. Và một cái việc nữa, chúng ta thấy cách đó cũng mấy ngày thì tự nhiên cái bờ tường rào của trước cái cửa chùa mà dẫn sang bên cái tháp xây, cái tháp xây các đệ tử xây sẵn để sau này thì Ngài tịch để nhập cho cốt của Ngài á, thì tự nhiên cái đoạn tường đấy thì nó đổ ra. Nó đổ ra thì chúng ta biết là cái cửa tháp á, thì thường họ để sẵn, mà sau khi xây cho linh cốt vào, cho hài cốt vào rồi ấy, thì mới xây cửa tháp. Thì cái tường gạch xây tường rào rồi ấy, thì Ngài sang ngày gì Ngài cứ thấy Ngài ra Ngài nhặt từng viên và Ngài đẽo sạch cái vữa đi, và Ngài xếp đống lại đấy, Ngài xếp đống ở bên cạnh tháp á. Mọi người không hiểu cái gì, cứ nghĩ là gì Ngài á, Ngài tiếc, Ngài tiết kiệm, Ngài tiếc, cho nên thì nhặt cái những viên gạch đó để mấy hôm nữa là để đem xây lại tường bao. Nhưng không ngờ mọi người sau này mới hiểu là ý của Ngài là Ngài rất tiếc của cái tường bao nó đổ như thế, thì cũng xây cửa tháp của Ngài không cần phải mua gạch mới nữa, mà gì lấy cái gạch cũ ấy mà gì, Ngài để sẵn bên cửa tháp. Ý là gì? Lấy cái gạch đó để mà xây gì? Xây biết cửa tháp khi mà cho gì? Cho cốt của Ngài vào đấy. Chúng ta thấy biết trước hết, biết trước hết mọi chuyện. Nhưng khi hành động của Ngài như thế, các đệ tử sống cạnh Ngài có ai biết đâu. Chỉ có khi thì Ngài bảo là đấy, ngày hôm sau Ngài vãng sinh, mà hôm nay Ngài nói là ngày mai thì Thầy có việc phải đi xa. Đệ tử hỏi thì bao giờ Thầy về? Thì Ngài chỉ nói gì? Lần này ta đi xa không biết bao giờ ta về. Ta cứ bao giờ gì? Tùy duyên, bao giờ ta về thì ta về. Thế cứ nghĩ là thôi, chắc là mai Thầy lại đi thăm bà con họ hàng. Tuổi già rồi chắc là cụ muốn đi chơi. Cụ vẫn khỏe mà, có biểu hiện gì ốm đau đâu. Chúng ta thấy 112 tuổi vẫn trèo lên cây hồng. Chúng ta 100 tuổi còn trèo cây được không? Ở đây có cụ nào 90 tuổi còn trèo cây được không? Bắc cái thang lên, trèo lên cây hồng tót rót mười mấy mét á, hái từng cái quả hồng xuống để đem biếu cho các Phật tử ở Đài Loan đó, về thăm cụ á. Đó, 112 tuổi, trí tuệ vẫn minh mẫn, sức khỏe vẫn gì ạ, vẫn tráng kiện. Đó. Có mắt Ngài thì không biết mờ hay không, chúng ta không biết. À không, mắt Ngài không mờ. 112 tuổi Ngài vẫn biểu diễn là gì ạ? Cái khuy áo của Ngài đứt. Tôi xem cái đoạn là phim tài liệu của Ngài, 112 tuổi khuy áo của Ngài đứt, và Ngài vẫn gì ạ? Lấy cái kim ra và dùng cái chỉ Ngài xỏ một nhát ăn luôn. Nào chúng ta bây giờ 4-50 xỏ một nhát xem có ăn luôn được không? Chưa chắc, 5-7 lần chưa chắc đã xỏ được, lọt cái chỉ qua cái gì? Cái đuôi kim. Đó, chưa chắc. Nhưng mà cụ gì? Cụ vắn vắn là cụ cho một cái, cụ nhìn là cụ xỏ mà xuyên một cái là được luôn. Thế là đem gì ạ? Đem khâu khuy áo. Vậy là mắt của Ngài vẫn còn gì? Còn sáng. Tai của Ngài vẫn nghe rõ. Có mỗi chân đi của Ngài gì? Nhìn nó chậm chậm so với người 30-40 tuổi mà thôi. Nhưng mà chúng ta biết 112 tuổi vẫn trèo cây hồng được là bậc gì ạ? Phi thường rồi. Việc làm phi thường rồi. Các Ngài biểu diễn cho đến lúc ra đi còn không một chút bệnh tật gì. Ra đi vẫn không tí bệnh gì. Chỉ dặn các đệ tử là thôi, ta có việc phải đi xa. Đệ tử hỏi bao giờ Thầy về? Thế bảo chưa biết được, tùy duyên. Xong việc thì về. Thế thôi, mọi người có hiểu đâu. Hôm sau thì sáng gõ cửa, sáng không thấy cụ dậy ăn cơm, trưa không thấy dậy ăn cơm. Gõ cửa không thấy thưa, mở cửa ra thì cụ nằm ra thế cắt tường mà ra đi rồi. Đem trà, đem sau khi làm lễ tống chung đem vào, cho vào cái lu hay mình gọi là cái chum đó, đẩy nắp lại, hơn 3 năm sau mở ra, nhục thân của Ngài vẫn ngồi toàn thân như vậy. Vậy chẳng phải là biểu tướng còn sống mà vãng sinh hay sao? Biết trước ngày giờ ra đi, biết trước mọi sự kiện, gọi là sống mà vãng sinh chứ không phải là chết mới vãng sinh các quý vị. Còn nghi cái gì? Mình là người niệm Phật, khuyên Phật tử niệm Phật, là chủ trì một đạo, một ngôi chùa, là trưởng một đạo tràng,
khuyên mọi người niệm Phật mấy chục năm nay họ mà còn nghi lời Phật, lời Tổ. Không biết là tôi có thấy bao nhiêu năm nay tôi có thấy ai gì niệm Phật bảo là tôi vãng sinh đâu. Toàn là bảo chết rồi mới thấy mọi người nói vãng sinh đấy chứ. Không, không đúng. Lên giảng cho các Phật tử, các đệ tử của mình theo pháp môn mà gì, mà còn mà chính mình còn nghi ngờ thì làm sao mà xứng đáng là gì đó, là một bậc thầy theo pháp môn đấy. Thôi thà rằng thay đổi theo pháp môn khác này. Đó. Nếu như mình còn nghi pháp môn của mình đang tu á, thì đi cầu với một bậc thầy khác, chuyển đổi pháp môn khác mà tu. Hay muốn tu thiền thì sang gì bên thiền mà tu. Muốn tu theo á, thiền nguyên thủy thì đi gặp các bậc gì ạ, tôn túc theo thiền nguyên thủy mà tu, cầu các ngài làm thầy để các ngài chỉ dạy cho các phương pháp tu tập à, theo các phương pháp gì tu tập của thiền nguyên thủy, và đồng thời cũng đổi luôn cái gì, cái y áo theo gì, theo thiền nguyên thủy mà tu, cũng đồng thời cũng đổi luôn theo cách gì, cách ăn mặc, cách sinh hoạt của thiền nguyên thủy mà tu, đồng thời cũng gì, cũng trả lại cái chùa của Phật giáo Đại Thừa Phật giáo Bắc Tông của chúng ta cho giáo hội Phật giáo Bắc Tông, mà đi tìm cái chùa gì, chùa Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo, chùa Phật giáo Nam Tông để mà tu. Miệng thì phản bác lại giáo lý, giáo luật của Thầy Tổ đã mấy ngàn năm gây dựng và duy trì phát triển. Miệng thì phản bác, mà thân thì hàng ngày gì, đang ăn trong cái ngôi, trong cái ngôi chùa mà các Thầy Tổ của hệ phái của mình đã xây dựng lên. Đang ngủ trong gì? Ngôi chùa của gì? Thầy Tổ mình đã gì? Đã xây dựng lên. Mà thậm chí là gì? Đang ăn những cái vật thực mà gì? Những tín đồ theo cái pháp môn của Phật giáo Bắc truyền chúng ta gì? Cung phụng cho họ. Cái y trên mình á, họ cũng vẫn đang mặc theo cái tấm y của gì ạ? Cái tấm y cà sa của họ đang mặc trên mình á, cũng tấm y cà sa của Phật giáo Bắc Tông. Cho nên chúng ta mới thấy rằng miệng nói thì có thể là nhiều người nói được, nhưng mà bảo xả đi để theo một cái pháp môn mới của ông đi, không dám xả. Vì xả có nghĩa là phải xả gì ạ? Phải trả lại cả ngôi chùa cho giáo hội Phật giáo Bắc Tông. Không dám, không dám một tí nào. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới nói mở rộng ra như thế để chúng ta thấy rằng đâu có phải là gặp được pháp môn tịnh độ tin được là dễ đâu các quý vị. Tu theo bao nhiêu năm rồi vẫn còn khởi tâm nghi ngờ thì tự hỏi làm sao mà đến được đích. Không đến được. Chính vì vậy ở trong ba món tư lương của pháp môn tịnh độ, món đầu tiên là món gì nhỉ? Ba món tư lương, món đầu tiên là món gì các Phật tử nhớ không? Tín. Món đầu tiên, ba món tư lương tức là hành trang, lương thực để mang theo để về Tây Phương Cực Lạc, đó chính là gì? Tín. Món thứ hai là gì? Nguyện. Món thứ ba mới là gì? Mới là hạnh, hạnh hay còn gọi là hành, hành trì. À, giữ gìn giới luật và hành trì pháp môn tịnh độ, tụng kinh niệm Phật, bố thí, phóng sinh, cúng giảng, tu phúc, bỏ ác làm lành, lấy chữ hành thiện, nhất tâm niệm Phật để một lòng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Đó chính là gì? Tín, nguyện, hạnh, ba món tư lương. Trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Tổ Trung Phong Quốc Sư nói là gì? Ba món ấy, tức là ba sự việc ấy, tín, hạnh, nguyện ấy, giống như đỉnh ba gì? Ba chân chẳng thể thiếu một. Đó. Nếu chỉ có gì? Có tín, có nguyện mà không có gì ạ? Có hạnh cũng không được. Có hạnh, có nguyện mà không có tín á, thì cũng chẳng gì, chẳng được. Mà có tín á, có hạnh á, mà không có nguyện á, thì cũng gì, cũng không được. Thế nào là có tín, có nguyện mà không có hạnh? Tin tức là gì? Tin vào lời Phật dạy có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tin kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và một số các kinh điển Phật nói về Tây Phương Cực Lạc thế giới là có thật, tin, tin thật, rất tin, không có nghi ngờ một chút nào cả. Tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin mình là người niệm Phật sẽ được vãng sinh Tây Phương, và hàng ngày cũng gì, cũng phát nguyện
nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi bản lữ đó. Hàng ngày cũng tin và có phát nguyện, nhưng mà gì? Bảo niệm A Di Đà Phật. Vì đó không gì? Không niệm A Di Đà Phật. Vì đó bảo là tôi chỉ niệm Thích Ca Mâu Ni Phật thôi, chứ không niệm A Di Đà Phật. Tôi chỉ niệm A Di Đà Phật là giáo chủ quái Tây Phương thôi, chứ tôi gì? Tôi không cần phải niệm A Di Đà Phật. Tôi tin có Tây Phương Cực Lạc, tôi nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng tôi gì? Tôi chỉ tin vào Đức Giáo Chủ Quái Xa Bà là người gì ạ? Là người thầy duy nhất của tôi thôi. Cho nên đó, người tin như thế, người phát nguyện vãng sinh Tây Phương hàng ngày đó, nhưng mà không chỉ niệm danh hiệu A-di-đà Phật, cũng không được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó gọi là có tin, có nguyện mà không có gì? Có hạnh. Hạnh ở đây tức là thực hành bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện và niệm A-di-đà Phật, đầy đủ ba yếu tố đấy mới được. Hoặc rằng á, người đó có tin, có nguyện nhưng có hành. Có hạnh tức là có hành đó, có niệm A-di-đà Phật nhưng mà tất cả các việc ác không bỏ, người đó cũng không được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Ví dụ như vẫn tin, vẫn nguyện và vẫn gì? Niệm A-di-đà Phật hàng ngày, nhưng mà cái tâm ác vẫn không bỏ, thoái hư tật xấu vẫn không chừa, vẫn gì? Vẫn thích sát sinh hại vật, vẫn thích nói những lời thô ác, vẫn thấy tài của người, vẫn thích gì? Chôm chỉa, thấy không ấy một cái là nhót cho vào túi của mình. Tuy rằng đến chùa tu theo các đệ tử, các Phật tử, theo thầy nghe pháp đó, nhưng mà thấy túi người ta bỏ đấy, đi ra ngoài nhìn trước ngó sau không thấy ai một cái là gì? Sang xẹt túi ra, cái điện thoại của Phật tử tắt nguồn đi cho vào túi chạy ra ngoài. Hoặc thấy có gì? Cái túi tiền của họ là gì? Lấy túi tiền móc móc ra, lấy túi tiền vứt túi ra, bỏ tiền vào trong túi mình. Đi tu như thế, có tin đấy, có nguyện đấy, có hành đấy, có tụng kinh Địa Tạng, có tụng A Di Đà đấy, có niệm A Di Đà Phật đấy, Phật có rước về Tây Phương không? Không. Hành ấy là chưa đủ và chưa đúng pháp Phật dạy. Tín nguyện hạnh cầu sinh Tây Phương cần phải có thêm là gì ạ? Bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, phóng sinh, tu phúc nữa. Các quý vị nhớ nhé, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, phóng sinh, tu phúc, cộng với gì? Cộng với tín hành nguyện đầy đủ, người đó mới quyết định vãng sinh trong một đời được. À, cho nên không phải đơn giản đâu các quý vị. À, hành mà chưa đủ, chưa đúng, chỉ hành A Di Đà Phật trên đầu môi chóp lưỡi thôi á, cái tập khí của chúng xấu của chúng ta trước đây là gì? Tập khí này là chúng ta niệm Phật, Phật có trừ cho chúng ta được không? Không. Phật không trừ cho chúng ta được, mà tự chúng ta gì? Phải nguyện học theo gì? Theo Phật. Chúng ta người tu theo vãng sinh là một học giả. Đầu tiên là một học giả, học để biết Đức Phật làm như thế nào mà thành Phật. Rồi Đức Phật nói cái gì để độ chúng sinh thì chúng ta cũng phải học, phải làm như thế. Xong rồi chúng ta thấy gì? Đến giai đoạn thứ hai là gì? Giai đoạn sau khi tìm hiểu là học giả rồi, chúng ta tăng thêm một nấc nữa, đó là gì? Hành giả. Mà hành giả thì phải làm theo lời Phật dạy ở trong kinh. Đức Phật bảo chúng ta bỏ ác, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Đó là tất cả các việc ác chúng ta phải nguyện bỏ đi, gọi là chư ác mạc tác, tức là các việc ác chớ gì? Chớ làm. Chúng thiện phụng hành tức là vâng làm các việc thiện. Tự tịnh kỳ ý tức là phải làm, tự mình phải làm cho cái tâm ý của mình được thanh tịnh, chứ không có gì nhờ người khác mà làm được. Lời Phật dạy chính là cái nước để cho chúng ta, ví như nước để trong nước sạch để chúng ta rửa gì ạ? Chúng ta tắm gội, chúng ta rửa cái bùn đất phân nhơ bẩn thỉu bám ngoài cơ thể của mình. Nhưng nước sạch có đấy, nhưng chúng ta chỉ nhìn nước, ô nước trong thế, chúng ta không tắm, không rửa, thân thể chúng ta có sạch không các quý vị? Có không? Không. Mà chúng ta phải tắm, phải rửa, phải gội thì mới gì? Mới sạch sẽ. Cho nên lời Phật dạy ví như nước gì? Nước mát trong sạch kia. Còn chuyển đổi cái tâm phàm của chúng ta hay không thì ví như chúng ta muốn sạch sẽ thân thể thì phải dùng nước để rồi để tắm, để cọ, để rửa, để kỳ, vân vân. Còn nếu chúng ta chỉ khen ôi giời nước trong thế, sạch thế,
chúng ta lười, chúng ta không tắm, không giặt, không cọ, không rửa, thì chúng ta bẩn vẫn hoàn bẩn mà thôi. Cho nên nhiều người đi đến chùa tu hành, xuất gia hay tại gia đâm 30 năm, tham vẫn hoàn, tham sân vẫn hoàn sân, và ngu si vẫn hoàn gì? Vẫn hoàn ngu si. Có những người đến thắc mắc với tôi rằng á, thưa Thầy, mẹ của con mang tiếng là quy Tam Bảo 20 mấy năm nay rồi, về nhà vẫn chửi con, mắng cháu những lời gì? Độc địa, những lời hung ác, những lời thô tục mà chúng con không thể nào mà chịu được. Thầy bảo bây giờ chúng con phải làm như thế nào? Đó, chúng ta thấy không? Quy Tam Bảo, tụng kinh niệm Phật 20 mấy năm mà để cho đứa con dâu nó gì? Nó không dám góp ý với mẹ chồng, mà nó đến chùa nó nói bạch Thầy, mẹ của con như thế, bây giờ chúng con phải làm như thế nào? Đó là lỗi của ai? Lỗi của Phật, lỗi của các con của cháu mình, hay lỗi của ai các quý vị? Lỗi của chính mình. Mình học Phật mà không hiểu cái gì cả, tự mình không sửa mình, mà mình cứ lấy cái gì, mình đi quy bao nhiêu năm rồi, mặc cái gì, cái áo nâu trên mình bao nhiêu năm rồi, làm đệ tử tại gia của Phật bao nhiêu năm rồi, và mình cứ nghĩ rằng á, có chiếc áo nâu và có cái bộ quần áo lục thủ hải hội đó, sau khi chết đi bạn bè gì đồng tu đến đó, mặc cái bộ quần áo lục thủ hải hội cho mình vào, và nó gì, nó đem nó Nam Mô Phật đó thì rước mấy Phật tử rước cái cầu đi ở trên đường á, và xưng Nam Mô Phật cho, và nghĩ là mình gì á, ma vương kêu đầu ngục tốt, nhìn thấy cái bộ áo lục thủ hải hội của mình á, là gì, nó chạy mất dép. Không có đâu, không có đâu các quý vị. Thậm chí người mặc tấm cà sa như chúng tôi này, nếu mà còn sống mà không thay đổi mình, không lo tu cho tốt á, sau khi chết đi, thần chết ấy, nghiêu đầu ngục tốt nó cũng vào tận trong chùa, nó lôi sành sạch và mang xuống dưới gì? Mang xuống ngục để tra khảo. Cái cũng không được, cái rằng tôi không làm việc ác, thì lúc đó thì nó gọi cái quỷ đôi vai ra, hai vị thần câu sinh thức, một vị thần câu sinh thức thiện, một vị thần câu sinh thức ác ra. Nó hỏi các vị đó thì liền phải khai hết. Nếu mà khai hết chúng ta vẫn cãi á, thì đem vào một cái, Diêm Vương sẽ bảo mang một cái gương ra, đem một cái gương ra, đem cái gương ra. Cái gương này á, gọi là nghiệt kính đài. Nghiệt kính đài tức là cái gương gì? Gương phản chiếu tất cả, xem được tất cả những cái tội lỗi và cái phúc báo người đó xây dựng từ khi sinh ra ở trên đời như thế nào, cho đến nay mất đi ra sao, như một cái bộ phim. Nó quay lại từ đầu đến cuối, khi nhập thai ra sao, 9-10 tháng sinh ra oe ra sao, lớn lên như thế nào, chập chứng tập bò lò dò tập đi, rồi đi học ra sao, lớn lên bất hiếu với cha mẹ thế nào, ăn trộm ăn cắp giết hại chúng sinh ra sao, có hết. Lúc đấy thì xem xong, ngồi xem xong cái gì, cái bộ phim qua cái nghiệt kính đài ấy, đố anh cãi được nữa, cãi làm sao được, nó hiện lên cả hình rồi, cãi làm sao được. Mà lúc đó có cái á, thì Diêm Vương liền là gì, bay đâu, nghiêu đầu ngục tốt là gì, ra. Thế là bắt đầu là hãy gì, lôi kẻ tội nhân kia ra gì, trừng trị đích đáng, đúng người đúng tội. Thế là cho vào cái địa ngục gì, nó lôi sành sạch nó gì, nó ra nó bổ cho nó bóp miệng cho một cái kêu đau, thè lưỡi ra, nó dùng cái gì, cái đinh ba nó móc quặc một cái vào lưỡi, thế nó lôi đi sành sạch thôi. Có cãi thì cũng chẳng cãi được nữa. Và đến đó nó cho vào cái địa ngục gọi là địa ngục bạt thiệt, tức là kéo lưỡi ra để cày cái địa ngục thứ nhất trong 18 tầng địa ngục, chính là địa ngục bạt thiệt đó các quý vị. À, ăn gian nói dối, nói những lời hung ác, những lời gì xảo trá, những lời ngụy biện, những lời thâm độc vân vân, những lời nguyền rủa chửi mắng con cái cháu chắt vân vân đó. Các vị cứ chuẩn bị tinh thần đi, ai mà không á, còn sống mà niệm Phật mà không thay đổi được cái tính xấu ác ấy, về cái nghiệp khẩu ấy, thì hãy chuẩn bị tinh thần để cho gì ạ, nghiêu đầu ngục tốt nó kéo lưỡi ra và cày trâu lên đó, cho trâu cày lên đó. Hãy chuẩn bị tinh thần nhé. Ai còn thích nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác,
không chịu thay đổi khi còn sống này cứ nghĩ rằng mình niệm Phật, mình là người niệm Phật, sau này á Phật sẽ thương, Phật rước mình. Phật chỉ rước những người nào biết chuyển hóa tâm thức của mình từ dạng gì ạ? Từ dạng xấu sang dạng tốt mà thôi. Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu tu là gì? Tu có nghĩa là S Ư A hỏi. Có nghĩa là gì nhỉ? S Ư A hỏi là đọc là gì? Sửa. Sửa gì? Sửa đổi những gì? Những cái thói hư thật xấu chính ở trong gì? Trong ý nghĩ lời nói, thân tâm của mình vậy các quý vị. Sửa từ ý nghĩ đến lời nói đến hành động, qua gì? Qua thân tâm của mình. Thân thì có thể sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu thì nói dối, nói lấy đôi chiều, nói sai sự thật, nói lời hung ác. Ý thì gì? Tham sân si. Đó gọi là sửa chính thân nơi thân tâm của mình. Đó, cho nên á, có tín, có nguyện mà không có hành, tức là không niệm A-di-đà Phật cũng không được vãng sinh. Hoặc có niệm A-di-đà Phật nhưng mà không bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc để cho tăng trưởng công đức, cho tiêu trừ nghiệp chướng lên á, thì chúng ta cũng không đủ công đức phúc báo để đới nghiệp vãng sinh. Cho nên A-di-đà Phật cũng không gì? Không rước mình vãng đi vãng sinh. À, tôi lấy một cái ví dụ. Mình ở trong hội phụ nữ hay hội người cao tuổi hay hội cựu chiến binh chẳng hạn, đúng không? Đó. Ở trong khu phố của mình, nói rằng gì? Một tuần sau đi lên chùa Khai Nguyên để tham quan. Và lúc đi họp, mình đi họp là thấy thích lắm, cũng muốn đi. Nghe nói thôi chưa biết chùa Khai Nguyên ở đâu chẳng hạn, muốn đi. Hay là đi thăm Lăng Bác chẳng hạn. Muốn đi thăm Lăng Bác một lần trước khi nhắm mắt xuôi tay để kính cẩn nhìn thấy người, vân vân chẳng hạn. Nhưng mà từ trước đến nay mình làm được đồng nào thì ăn hoang hết. Sáng nào cũng ra gì? Con cháu nó cho 20.000 thì ra đánh đề hết. Hoặc là đi gì? Đi ra quán ăn lòng lợn tiết canh sơi sạch chẳng hạn, hay uống rượu hay ăn quà sơi sạch chẳng nhoan được đồng nào. Nay xin con nó bảo gì? Về xin con bảo con chẳng còn tiền nữa mẹ. Ngày hôm Tết con cho mẹ mấy trăm nghìn hay là cho mấy triệu đấy mẹ, tiêu đâu mất rồi, bảo tao đi đánh đề hết rồi. Thế xin con bảo con chẳng có đồng nào nữa. Đi vay thì gì? Mọi người không cho. Biết là mình đang có tiền mới ăn hoang và đánh đề cờ bạc hết rồi, người ta không cho. Thế là đến ngày mai mọi người lên xe ra đi, mình chẳng có tiền để đóng tiền xe, chẳng có đồng nào dính túi, có đi được không? Có đi được không? Đó, cho nên cũng nguyện, cũng muốn đi đấy, nhưng mà thì không có một đồng nào trong túi, không có tiền đóng tiền xe, không đi được. Và đi không có đồng nào, sợ rằng đến đó còn bạn bè còn có đồng ra đồng bảo mua quà kia, mình không có đồng nào, không gì, ngại không dám đi, cho nên không đi được. Tôi lấy một cái ví dụ đơn giản như thế, chúng ta có hiểu không? Nếu không hiểu thì tôi lại bái cả nón. Đấy, có tín có nguyện mà gì không có hành thì cũng như thế. Hoặc rằng gì? Có tín, có hành mà không có nguyện. Tức là người đó cũng tin có Tây Phương Cực Lạc, tin vào lời Phật dạy, tin có vào lời kinh Phật nói, và tin có Tây Phương Cực Lạc, tin là mình là người niệm Phật sẽ cũng có phần vãng sinh. Và người đó gì? Nhất tâm niệm Phật, hàng ngày niệm hàng vạn, thậm chí hàng gì? Hàng mấy vạn câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Nhưng mà người đó nói rằng gì? Thôi, cần gì phải phát nguyện vãng sinh Tây Phương? Phật là bậc gì ạ? Có đầy đủ công đức, trí tuệ và có thần thông. Ngài chắc chắn biết là gì ạ? Ta có đủ niềm tin và ta niệm danh hiệu Ngài hàng ngày, thì khi ta chết thì chắc chắn Ngài cũng sẽ tiếp rước thần thức của ta về đó thôi. Cho nên cần gì phải phát nguyện? Người nghĩ như thế và không phát nguyện vãng sinh Tây Phương, người đó sau khi xả bỏ báo thân, A Di Đà Phật cũng sẽ không tiếp rước người đó. Vì người đó gì? Có tin, có niệm Phật nhưng không phát nguyện vãng sinh, người đó lại tái sinh được làm người hoặc lên các cõi trời mà thôi. Kiếp sau được hưởng phúc báo, có thể gặp Phật Pháp, có thể tu hành thành bậc cao tăng nhưng đắc đạo hay không thì chưa biết. À, còn chờ kiếp sau xem vị đó có tu hành tinh tiến hay không sẽ rõ. Cho nên
có tin, có hành mà không có nguyện thì cũng không được vãng sinh. Giống như chẳng hạn, các vị có những người nghe thấy nói về chùa Khai Nguyên có đạo tràng tu tịnh độ tốt lắm, các Phật tử tín tâm già trẻ gái trai các nơi kéo về đông lắm, quý thầy ở đấy thì cũng hoan hỉ lắm, cũng gần gũi thân thiết lắm, mà hướng dẫn cho Phật tử tu tịnh độ tốt lắm. Tin, nghe người ta nói gì? Tin. Xem qua các băng giảng? Tin. Nghe qua gì? Những lời bài giảng qua gì? Qua đài, qua mạng gì? Hoặc Phật tử các bạn đưa cho gì? Rất tin. Và vị này tin cho nên á, nói rằng gì? Thôi một ngày nào đó đủ duyên ta sẽ về thăm, hoặc ta sẽ về lễ, về tham gia một khóa lễ, lên để gặp các thầy như thế nào, nghe mọi người khen mà xem qua băng đĩa và nghe thầy giảng cũng thì cũng ưng lắm, ưng cái bụng rồi muốn đi, cho nên là gì, là nhoan nhắp tiền, tiền sau khi đi làm nhoan nhắp tiền, có rất nhiều tiền. Nhưng mà các bạn bè rủ đi thì hôm nay thì bảo ô hôm nay là sinh nhật cháu, cho nên á, thôi để hẹn lần sau, lần sau đây bạn rủ đi thì ô hôm nay tôi họp gì, họp câu lạc bộ thơ, cho nên á, thôi hẹn lần sau. Lần sau á, thì lại bảo là hôm nay họp khu phố, cho nên á, không đi được. Và thôi nói là gì? Thôi, chỉ nghe thầy giảng qua gì ạ? Qua băng đĩa cũng được thì cũng biết được rồi. Cho nên là thôi, tâm Phật ở trong tâm, tín kính thầy thì để ở trong lòng là được rồi. Nói như thế đã đủ chưa? Như vậy cũng nói như thì nói thì là được. Nhưng mà cái thực tế, vị này chỉ có nhìn qua chùa Khai Nguyên qua gì ạ? Qua những cái clip thôi. Nghe thầy giảng cũng qua cái gì? Cái clip hoặc qua cái gì? Cái băng, cái đĩa hoặc cái đài thôi. Chứ chưa một lần gì, đích mục sự thị được ngồi trong hội trường này, chưa một lần được đi vắng cảnh, bước chân đi vắng cảnh thì người ta hỏi chùa Khai Nguyên như thế nào? Đẹp, tốt, quý hóa, chỉ biết nói thế thôi. Nhưng đẹp như thế nào, người ta hỏi đẹp như thế nào, nhìn trên ảnh ấy đẹp lắm, chỉ biết nói được đến thế thôi. Đó, người có tín, có hạnh mà không tha thiết phát nguyện á, thì người đó cũng sẽ gì? Không đến được Tây Phương Cực Lạc. Giống như người có tin, muốn về có tin chùa Khai Nguyên là một đạo tràng tịnh độ thực sự, và các thầy các sư ở đó thì cũng khá là thân thiện, nghe thầy giảng cũng khá là thích, nhưng mà không phát nguyện đi, cho nên á, tiền có đầy đó đấy, phương tiện có đầy đấy, nhưng mà bạn bè rủ đi thì hôm thì bảo là thôi hôm nay tôi bận gì, hôm nay sinh nhật cháu, ngày mai thì lại bảo là họp khu phố, ngày kia thì là bảo là đi chơi với bạn bè hay gì đó tôi không cần biết. Nhưng một ngày nào đó không xa, tự nhiên thì nghe thấy tiếng con nó gọi điện, alo bà đến ngay, mẹ con là gì, tự nhiên trúng cảm và gì đang hấp hối ở trên giường rồi. Và mấy tiếng đồng hồ sau đem đi bệnh viện, bác sĩ gì lắc đầu bảo thôi đem cụ về, đem cụ về để gì chuẩn bị hậu sự cho cụ thôi. Vậy người đó đến khi nhắm mắt xuôi tay có đến chùa Khai Nguyên được không? Có tin đấy, có điều kiện kinh tế dư giả thoải mái để đi đấy. Nhưng mà lúc còn khỏe thì gì? Vì chưa có nguyện thiết tha là muốn lên cái ngôi chùa đấy để thăm xem, chỉ nghe thầy giảng qua mạng, qua băng đĩa rồi qua bạn bè giới thiệu thôi, cũng tin và cũng thích đấy, nhưng mà chưa có nguyện tha thiết để đến đâu một lần xem thế nào. Cho nên đến khi nhắm mắt xuôi tay, người đó vẫn bỏ lỡ cơ hội ấy. Và đến kiếp sau biết còn được thân người nữa không? Mà được thân người biết có được sinh quanh gần Hà Nội nữa không? Hay là sinh tận ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Canada, thậm chí bên Châu Phi, Châu Úc ấy? Lúc đó gì? Y như vậy. Mà Ngưu Đầu Ngục Tốt bảo á, làm như vậy là tà đạo, thì tôi là người chịu trách nhiệm. Đó. Cho nên ở đây mới nói là gì? Mới nói là cái muốn thoát cái khổ về già thì chúng ta
phải lo tu từ bây giờ, lo sửa từ bây giờ. Và cái việc lo tu lo sửa đấy, Thích Ca Mâu Ni Phật thấy thì thương chúng sinh ở đời mạt pháp, trí tuệ thì về đạo giải thoát thì không đủ mu mờ, lù mù lờ mờ, hiểu không gì, không rõ. Cho nên thỉnh thoảng lúc thì tin, lúc thì nghi. Lúc đó tỏ thì chúng ta gì? Chúng ta tin. Mà lúc mà mê thì chúng ta là gì? Lại nghi ngờ. Nghe ông thầy này giảng về tịnh độ thì nghe rất là vui, rất thích, muốn vãng sinh ngay. Nhưng nghe ông thầy này giảng về thiền thì lại muốn ở lại thế gian này, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Một đời là gì? Thành Phật không cần phải dựa vào ai khác. Nhưng mà khổ thân, sức trẻ và sức già nó khác nhau một trời một vực các quý vị. Chúng ta nay á, thân thể thì không đủ mạnh khỏe để sam thiền học đạo nữa, tâm thì cũng không đủ đủ trí tuệ sáng láng và nhạy bén để nắm bắt được thiền cơ nữa. Cho nên thân có thể ngồi thiền đấy, nhưng mà tâm là gì? Nó chạy toán loạn ở đâu á, ngủ gật là chính. Nước miếng ở trong miệng thì gì? Tuôn ra, thậm chí gì? Ngồi thiền mà nước miếng cứ chảy ra giò giò xuống dưới gì? Xuống dưới chân, dưới đầu gối. Có đấy. Có những trường hợp ngồi thiền như thế gọi là hôn trầm. Khi mà ngồi thiền mà hôn trầm mất thì nước miếng trong miệng tự nó cứ chảy ra và nó cứ giò giò tỏng tỏng xuống dưới gì? Dưới chân, dưới lòng bàn tay như vậy. Đấy, ngồi thiền như thế gọi là hôn trầm. Có trường hợp này gì? Không hôn trầm thì sẽ bị trạo cử. Chào cử đấy không? Thân thì ngồi đấy mà tâm dao động, ngồi thì thân thì ngồi đây nhưng mà tâm nghĩ về rằng mấy hôm nay ăn chay khó chịu quá, mấy hôm nữa về nhà sẽ đánh chén gì vài bữa cho đã thì thôi, một cân thịt ba chỉ ta luộc lên ta sẽ gì làm sạch, chỉ cần chấm muối trắng thôi ta sẽ chơi sạch cân thịt ba chỉ, ăn báo thù mấy hôm ăn chay ở trên chùa. Ngồi thiền như thế gọi là gì? Cái tâm như vậy gọi là tâm trạo cử. Trạo cử tức là tán loạn. Hôn trầm tức là mê mờ, là gục xuống, là ru xuống. Còn trạo cử tức là gì? Nó phiêu động, nó gì? Hướng đi ra ngoài, nghĩ đủ các thứ. Hay là nghĩ gì? Mấy hôm nay không biết là cái con đề nó về số bao nhiêu. Đi đến chùa gì? Thầy không cho đánh đề. Cho nên á, không biết số về con bao nhiêu. Thôi gì? À, ngồi thiền thì gì? Phật Bồ Tát mà đến báo cho mình nhờ, báo cho mình một con mình gì, thôi hôm nay thấy Phật báo một cái là gì, mình đi ra về mình đánh một con đề gì bạch thủ để kiếm vài trăm triệu hay kiếm vài tỷ đem lên thầy cúng thầy một nửa, còn thì một nửa mình tiêu ăn phận tuổi già, có khi là ngon, vừa có công đức là vừa có tiền tiêu. Ấy, lúc đó gì nó nghĩ đủ các thứ đó, phải tâm gì, tâm trạo cử, tâm phiêu động, tâm là gì, lãng du, tâm gì, tâm viên ý mã rồi các quý vị hiểu không? Cứ thế há hốc mồm ra không biết có hiểu không? Hả? Cứ thế này. Không biết có hiểu không mà cứ như thế. Hả? Mấy cụ, mấy Phật tử ở khu trên này này. Hả? Khu dưới thì nhìn không rõ mặt nhưng mà không biết có hiểu không? Hả? Khổ thân. Nếu không hiểu thì khổ thân tôi. Hả? Đấy. Cho nên á, không phải dễ đâu các quý vị. Thời mạt pháp này Đức Phật nói là gì? Là cái thời dành cho người gì? Nương vào pháp môn tịnh độ để đới nghiệp vãng sinh. Ấn Quang Đại Sư nói rằng 100 người tu thời mạt pháp này nếu rời pháp môn tịnh độ thì cả 100 người gì? Lạc đường, lầm đường, lạc lối. 1.000 người tu may mới có 1-2 người hiểu rõ chính đạo, tu đúng chính pháp. Hàng vạn vạn người mới có may 1-2 người là gì ạ? Là chứng được thánh quả, tự tại nhập niết bàn. Nếu như không nương vào pháp môn tịnh độ thì tất cả những người còn lại chưa được chứng thánh quả, chưa được nhập niết bàn kia là gì ạ? Lại quay trở lại vòng tái sinh luân hồi. Có chút phúc báo làm người được sinh vào nhà giàu sang phú quý, làm con của ông trưởng giả, con của ông gì đại gia, làm con của ông gì ông chủ tịch nước, ông thủ tướng chính phủ, ông tổng thống, ông tổng bí thư, có tu đạo được không các quý vị? Khó lắm. Từ xưa đến nay chúng ta thấy gì, có vô vàn các ông vua, nhưng chúng ta đếm các ông vua mà gì mà ngộ đạo xuất gia
Có nhiều không? Chúng ta đếm, có thể đếm được trên gì? Trên đầu ngón tay. Ở Ấn Độ thì có ông Phật Thích Ca, đúng không? Ở Việt Nam thì chúng ta thì có ông gì? Ông Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Có nhiều không? Không có nhiều. Việt Nam chúng ta cũng có hai ông, ba ông vua xuất gia đấy. Nhưng mà một ông thành tổ, thành Phật thành tổ chỉ có một ông thôi. Còn ông Trần Thái Tông, tức là ông nội của Trần Nhân Tông, cũng xuất gia. Nhưng mà vì gì ạ? Vì điều kiện hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ, Trần Thủ Độ đem quân đến tận gì dưới chân núi Yên Tử và nói rằng nếu bệ hạ không về thì thần sẽ gì chuyển triều đình về núi Yên Tử này. Lúc đó quốc sư Trúc Lâm mới nói với Trần Thái Tông là gì, thôi xin bệ hạ đi về, trong tâm có Phật là được. Và nói là gì, sơn bản vô Phật, Phật tại hồ tâm, Phật tại ở tâm, tức là trên núi vốn không có Phật, Phật tại ở trong tâm mình, trong tâm bệ hạ. Nếu nghĩ đến Phật, luôn tưởng đến Phật thì đó chính là Phật. Cho nên Trần Thái Tông phải gạt nước mắt ra về và chí nguyện xuất gia của mình không thành công. Và cho đến tận đời cháu của mình là Trần Khâm, sau này gọi là Trần Nhân Tông đó, thì mới gì ạ? Mới có đủ duyên để xuất gia và thành gì? Thành Phật tổ của Việt Nam. Đó, không phải nhiều đâu các quý vị. Đó, không phải nhiều đâu. Đó, không phải nhiều. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng làm vua chúa, làm quan lại quyền cao chức trọng, rất khó để xuất gia tu đạo một đời chứng đắc thánh quả A-la-hán và nhập Niết Bàn. Chúng ta nhớ nhé, Phật tử tại gia, Đức Phật nói không chứng được quả A-la-hán nhé, chỉ chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tứ Đà Hàm và cao nhất là tam quả A-na-hàm mà thôi. Tuyệt nhiên không có Phật tử tại gia tu hành chứng quả A-la-hán. Đây là trong kinh Đức Phật nói, không có thể thay đổi được. Vì nào muốn thì chứng quả A-la-hán, Phật tử tại gia muốn chứng quả A-la-hán thì phải nhập Niết Bàn, sinh lên quái trời tịnh cư hoặc các quái trời, hoặc các quái tịnh độ của mười phương chư Phật, đến kiếp đó mới gì mới chứng thánh quả A-la-hán. Chỉ còn ở tại thân Phật tử tại gia là cư sĩ đó, tuyệt nhiên không có vị nào chứng được thánh quả A-la-hán ở thế giới này. Đó, đấy là lời Đức Phật Thích Ca nói, không phải là lời tôi nói. Đức Phật Thích Ca nói trong kinh A Hàm có, trong kinh Đại Thừa có. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng muốn thoát ly sinh tử chúng khổ ở trong thời kỳ mạt pháp ngài Ấn Tổ, tức là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát đó, ngài dạy rằng là rời pháp môn tịnh độ, ngàn người tu ngàn người lạc đường, vạn người tu mới có một hai người gọi là ngộ đạo. Ngộ đạo thôi nhé, chứ còn chứng đạo á là cả một vấn đề. Giữa ngộ với chứng á còn cả một vấn đề các quý vị. Đó, không phải đơn giản. Cho nên chúng ta thôi y theo kinh, y luật, y Phật sở chế, y lời tổ dạy, chúng ta vừa tu bản thân, vừa nương vào pháp tự lực là bản thân tinh tấn, vừa nương vào pháp tha lực là đại nguyện của A Di Đà Phật để đới nghiệp vãng sinh một đời gì thành Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới cho nó đảm bảo. Đó chính là gì, muốn thoát ly cái già, cái bệnh già, mắt lòa, tay điếc, tóc bạc, da nhăn, lưng ngủ sườn vẹo, gân chuyển sức đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt đấy, muốn cho gì tuổi trẻ hào hoa phong nhã, ai nhìn cũng yêu thích, nhưng tuổi già thì như thân khô kiệt, một mình buồn tênh ấy, thì hãy nhất tâm niệm Phật. Nếu chúng ta biết tu á, con cái nó đi làm hết, nó đóng cửa lại, kệ nó, chúng mày cho bố mẹ ở trên tầng 6 ư? Được, bố mẹ gì cảm ơn các con, vì ở trên này á, bố mẹ gì yên tĩnh để gì, để A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Hai ông bà cứ gì cứ sách tiến nhau thôi, ông chịu khó tu đi để một ngày nào đó mãn báo thân này, Phật A-di-đà về rước ông nhé. Ông bảo A-di-đà-phật, bà cũng chịu khó tu đi nhé.
hai chúng ta cùng dắt nhau về Tây Phương ở thế giới này khổ lắm rồi. Và hai ông bà gì cứ ở trên đó là cùng nhau A-di-đà Phật. Một hôm nào đó chồng vui vẻ nói với vợ là gì ạ? Hôm qua tôi thấy A-di-đà Phật đến bảo tôi rằng một tháng sau gì tôi đi. Bà cũng bảo rằng á, ông ơi, ông để cho tôi đi trước à, vì Phật bảo tôi nửa tháng nay rồi, bảo là nửa tháng sau thì tôi đi, vân vân chẳng hạn, hoặc là mấy năm sau tôi đi cho vân vân chẳng hạn. Đó, chúng ta biết chuyển cái gì? Chuyển cái hoàn cảnh xấu thành gì? Cái hoàn cảnh tốt, để cho hiện tại và tương lai của mình. Thì đó mới là cái người gì ạ? Người có bản lĩnh. Đó mới là người có trí tuệ thật sự. Đó mới là người gì? Hiểu rõ những cái nỗi thống khổ của tuổi già và muốn thoát ly, thoát ly vĩnh viễn cái nỗi thống khổ của tuổi già. Xin thưa các quý vị, tôi thì chưa già lắm, nhưng mà không hiểu làm sao mấy tháng nay á, tôi chỉ muốn là gì, bỏ hết các công việc của giáo hội để tôi gì, tôi lên núi tôi một câu A Di Đà Phật, để chờ một ngày nào đó A Di Đà Phật đến bảo rằng ạ, thôi, bao nhiêu những tội lỗi từ vô thủy kiếp trước đến nay con làm, nhờ cái công đức nhất tâm niệm Phật của con trong thời gian qua, các tội lỗi đã hết rồi. Thôi, mấy ngày nữa con gì ạ, con chuẩn bị tinh thần đi, 3 ngày nữa tắm rửa sạch sẽ vào giờ đấy thì ta cho gì, cho Quan Âm Thế Chí đến đón con, hôm đấy ta bận ta không đi được thì tôi cũng đi. A Di Đà Phật không đến, Quan Âm Thế Chí đến đón tôi cũng gì, cũng đi. Thậm chí bảo là Quan Âm bận, gần đến lúc đấy không thấy Quan Âm đâu, Thế Chí đến bảo rằng hôm nay Phật A Di Đà bận, Quan Âm cũng bận đi việc khác, Phật sự khác rồi, còn mình tôi đến đây đón con đi. Tôi gì, chắc chắn tôi cũng gì, cũng theo đi. Cần gì phải có đầy đủ 3 vị mới đi đâu, 1 vị cũng đi. Thế Chí Bồ Tát bảo rằng á, đáng lẽ thì con được thượng phẩm trường sinh, nhưng vì á, đời này đời trước con làm nhiều việc ác quá, cho nên á, thôi chỉ cho con vào hạ phẩm hạ sinh thôi, và A Di Đà Phật tôi cũng nhận. À, thế không cần phải chê, hạ phẩm hạ sinh cũng đã là gì, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ rồi. Hạ phẩm hạ sinh, hoa nở thấy Phật, liền ngộ vô sinh, lên hàng bất thoái chuyển Bồ Tát rồi các quý vị. Một đời nữa là thành Phật. Từ một anh phàm phu ngu dốt tối tăm, sinh vào nơi biên địa, gặp một trong gì, trong bát nạn, trong gì, trong 8 nạn Đức Phật nói ở trong kinh, mà đới nghiệp vãng sinh về hạ phẩm hạ sinh gì, sướng quá còn gì nữa. Thậm chí về biên địa Tây Phương Cực Lạc 500 năm sau mới được nhập vào cửu phẩm á, tôi cũng đi. Các vị không biết thế nào chứ tôi thì tôi cũng đi. Đấy, đang nói về gì? Đang nói về cái lão khổ ở thế gian, cho nên á, tôi thì muốn giải quyết cái sinh lão bệnh tử ngay trong một đời, cho nên mấy tháng nay thực sự tôi chỉ thích nghe những bài giảng của các hòa thượng, các bậc tiền hiền cổ đức ngày xưa. Các ngài không có bằng tiến sĩ, cũng không có bằng giáo sư, không có bằng thạc sĩ, nhưng những lời dạy của các ngài á, rót vào trong tâm can của tôi, cho nên muốn xả dần đi. Đến một ngày nào đó ngôi chùa Khai Nguyên này cũng xả, ngôi chùa Tản Viên cũng xả, và chỉ còn ở một mình một cái cốc nhỏ nhỏ thôi, là ăn tự nấu lấy. Mấy chục hàng trăm đệ tử cũng thể kệ xác chúng nó tu, nó nấu nướng hay nó bảo tu thế nào, cơm tôi tự nấu lấy tôi ăn, tắm xong tôi tự giặt lấy, và một ngày nào đó thì đi tôi cũng tự do một mình tôi, để tôi đi lấy, thế là xong, chả phiền phức tới ai. Nó gõ cửa, nó mở cửa ra, mà nếu mà được tốt á thì nằm thế cát tường hoặc ngồi trên bồ đoàn mà đi, nó sờ vào mũi chẳng thấy rồi nó mới gọi nhau, ôi trời các bác ơi thầy đi rồi á. Đấy, thế thông báo cho các Phật tử khắp nơi bảo thầy đi từ hôm qua rồi mà chả ai biết gì, thầy vẫn ngồi trên bồ đoàn đấy này, nhưng đi mất rồi. Đấy, như thế mới tốt. Mọi người như thế có khi lại buồn, nhưng mà đối với tôi thì gì? Tốt. Thực hành được cái nguyện vọng cuối cùng của mình trước khi xuất gia, 3 lời đại nguyện mà thực hành được cái lời nguyện đó là cái lời nguyện cuối cùng của tôi. Khó đấy, không phải đơn giản. Rất khó thì không phải đơn giản. Đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta, tôi bây giờ mới có hơn 40 tuổi, mới có 44, 45 tuổi, cả tuổi mụ mà tôi đang nghĩ đến cái đó rồi.
Chúng ta đã 70-80 mà không nghĩ đến cái đó thì nghĩ đến cái gì nữa đấy? Hả? Nghĩ đến cái gì? Còn nghĩ làm giàu nữa à? Đúng không? Còn nghĩ để kiếm thật nhiều tiền và nhoan thật nhiều tiền để gửi cho vào trong két và gửi ngân hàng nữa à? 40 tuổi đang là cái lúc mà sung sức, đang cái lúc mà phát triển về công danh. Nhưng tôi lại muốn bỏ đi tất cả những cái công danh hiện có để một mình lên núi để Nam Mô A Di Đà Phật. Còn chúng ta 76, 80 tuổi rồi, muốn gì nữa? Muốn gì? Các cụ muốn gì? Hả? Còn muốn làm giàu nữa không? Ôi giời, nói phét. Gớm. Nói phét. Gớm, nhìn thấy tiền mắt là sáng lên rồi còn. Gớm. Đó. Hay là còn nghĩ đến gì? Nghĩ đến vui, ham vui. Không ham tiền, có nhiều cụ thì không ham tiền nữa thật, nhưng mà còn ham gì? Ham vui, ham chơi. Đấy. Rõ ràng mấy hôm trước nói là gì? Bạn bè là thôi hôm nay khóa tu trùng vào ngày 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 kỳ nghỉ dài 4-5 ngày. Đúng ngày pháp hội. Bà đi đến chùa rủ tôi đi với nhá. Bà vâng, ôi giời quý hóa. Chưa bao giờ bà gì bà lên dự khóa tu được chọn cả mấy ngày, bây giờ là lên cả 7 ngày à? Ừ thôi tôi thì mọi khi là cái ngày con cháu nó chỉ được nghỉ có 2 ngày thứ bảy chủ nhật, chứ ở nhà trông nhà trông các cháu. Cho bây giờ ở nhà thì nó được nghỉ lâu ngày thì thôi, nhà cửa bàn giao, con cháu bàn giao, tôi lên tu với bà để lên tu với các thầy cho gì cho nó hoan hỉ. À, ngày 21 nghe thấy tiếng điện thoại của bà bạn thân gọi điện. Alo, bà cụ à? Bà vâng. Cụ ơi, mai sáng mai là 6 giờ chúng ta thì ra bến xe Mỹ Đình để đi lên chùa Khai Nguyên để tu 7 ngày nhé, trùng vào kỳ nghỉ. Hôm rồi cụ bảo tôi thì nay tôi gọi cho cụ. Ô thế à? Ngày mai khóa tu à? Ôi dồi ôi, thôi chết, tôi xin lỗi bà. Tôi đã gì? Tối hôm qua tôi lại mới choát hứa với chúng nó là đi chơi biển với chúng nó rồi. À, lần này được kỳ nghỉ dài nó cho đi gì? Đi cho tắm biển ở tận trong Đà Nẵng ấy, vui lắm ấy, bảo vào đấy ấy, nhiều cảnh quan nó đẹp, thành phố đáng sống, thành phố sạch đẹp nhất Việt Nam, thành phố đáng sống nhất Việt Nam, một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Cho nên thôi, tôi hẹn bà lần sau nhé, không có tôi hứa với con cháu rồi. À, lần này được nghỉ dài thì nó cho đi, bây giờ tuổi già rồi để đi vào đấy thì còn gì ạ, sau này á sợ còn không đi được, không biết Đà Nẵng ở đâu. Cho nên chùa Khai Nguyên nó gần, tôi không đi khóa này đi khóa sau. Thôi, đấy gọi là thích gì? Thích gì? Nôm na nói là thích đi tắm biển, đấy là xong, có gì đâu. Không, thì mà phải vòng vo, đúng không? Đấy. Thích đi chơi, thích vui chơi, thích đi tắm biển. Mà đi tắm biển đó thì thường thì nó đi thì gì? Con cháu cả nhà ngồi vào một mâm, nào là cái con gì nó gì? Luộc lên nó đỏ đỏ ấy nhỉ? Nó có ấy nhỉ? Con gì? Tôm hùm ngon lắm ai ơi, bóc ra thơm phức, xin mời cùng ăn. Cho nên á, là khi mà gì? Bình thường thì á, ăn chay. Nhưng hôm nay đi với con cháu nó bảo thôi bà ơi, thôi mẹ ơi, hôm nay là gì? Mẹ đi với chúng con cả nhà, chẳng nhẽ với con với cháu ăn thế này. Mẹ ăn chay cả năm rồi, bây giờ có một bữa thôi, Phật hay có mấy ngày đi với chúng con thôi. Cả năm bà sống cho Phật rồi, cho chùa rồi, bây giờ bà sống cho chúng con, sống với con với cháu đi, cho chúng con với cháu vui. Ai là cả nhà ăn như thế, ăn ngon là để bà ăn chay ăn rau làm sao được. Nghe thằng con trai nó nói gì? Chưa xuôi. Đứa con dâu nó nói nữa gì? Chưa xuôi. Đứa cháu nó bảo thôi mà bà, mà bà thương con đi, ăn với con đi mà. Cho nên ừ thì thôi, nhắm mắt đưa chân đũa gắp tôm, miệng thì phốp pháp ngậm đầy mồm. Hay là miệng thì nhấm nháp tôm đầy mồm. Bao năm chay tình, nay
quên hết, chỉ còn một niệm mình với tôm. Đấy, kiểu thế. Đấy, cho nên là đấy, nếu mà gì 6, 7, 80 tuổi rồi không nghĩ tới cái việc già, già rồi á thì bệnh nó cũng gì, nó sẽ gì, sẽ tới trong gì, trong nay mai. Cho nên á, già rồi đã hết chưa? Chưa hết. Tổ mới gì, Phật Tổ mới nói gì, cái khổ thứ ba đó là khổ về bệnh. Bệnh là sao? Tức là sự khổ trong cơn đau yếu. Có thân là có bệnh, từ những thứ bệnh nhẹ thuộc ngoại cảm đến các chứng bệnh nặng của nội thương. Có người cùng, có người vướng phải cả những bệnh nan y như lao, cùi, ung thư, bại sụi. Bại sụi tức là bại liệt đó. Trong cảnh ấy, tự thân đã đau đớn, lại tốn kém hoặc không còn có tiền của để mua thuốc thang, chính mình bị khổ lụy, lại làm khổ thêm cho gì? Cho con cháu, cho người thân, cho quyến thuộc. Đó là trên khổ mà ra thêm khổ, đó gọi là khổ khổ. Đó, khổ lại thêm cái khổ nữa, gọi là trong tam khổ gọi là khổ khổ đó. Nỗi khổ về bệnh là sự hiển nhiên, chúng ta rất dễ nhận biết. Có ai bị bệnh khổ chưa? Nhức đầu sổ mũi đau răng đã khổ rồi. Đau bụng đứt tay, đau chân mỏi gối đã khổ rồi. Nhưng mà một ngày nào đó đi khám, nghe gì, nghe cứ hay gì, hay trắng mặt, hay tụt huyết áp, hay là tăng huyết áp vân vân, đột xuất, lại đơ đơ quay quay đó. Đi khám cái đau đau chỗ nào đi khám, bác sĩ bảo là gì ạ? Có tế bào lạ. Hỏi tế bào lạ là gì bác? Bác sĩ bảo tế bào lạ là tế bào lạ thôi, không sao đâu, cứ yên tâm, không sao đâu, để mấy ngày nữa có kết quả. Chờ mấy ngày sau có kết quả, hỏi kết quả tế bào lạ là gì, bác sĩ không nói về mình, nhưng cứ nghe gì, nghe bác sĩ bảo thôi bà cứ ra ngoài chờ, gọi đứa con trai, đứa con dâu, đứa con gái, đứa con rể hoặc đứa cháu của mình vào để gì, thủ thỉ, để nói là gì ạ, cứ thấy nói vào trong phòng kính, cứ thấy bác sĩ gì chỉ lên chỉ xuống rồi gì nói chỗ chỉ vào chỗ này chỗ nọ chỗ kia. Ở ngoài chúng ta là gì, cái linh tính chúng ta là biết có gì, có điều không hay rồi. Ra cầm tờ kết quả trên tay, cứ hỏi đâu đâu xem nào, đây đây xem tôi xem nào, cái kết quả nó làm sao mà gì, tao là thấy yếu thế, lại thấy đau đau trong người thế. Nó bảo không sao đâu mẹ, không sao đâu, bệnh lành thôi mà. Nhưng mà đòi nó xem kết quả, nó không cho xem. Chúng ta biết ngay đó là bệnh gì rồi, có đúng không? Biết chưa? Bệnh gì? Diêm vương. Đá đích thực là gì ạ? Phán một câu xanh rờn là gì? Và cốp vào cái gì? Cái bản mệnh của chúng ta một cái chữ là gì? Tử. Tử có nghĩa là sao? Chết. Tội này là gọi là gì ạ? Cái tội này gọi là bị gì? Bị hành hình, gọi là hành quyết và xử bắn gì? Ngay trong vài ngày hoặc vài tháng nữa. Hiểu chưa? Bệnh đấy, mỗi người một căn bệnh hoặc nhiều căn bệnh đến thì khác nhau. Chúng ta sẽ thấy gì? Thấy những nỗi khổ của bệnh tật nó như thế nào? Chúng ta tự cảm nhận, tôi không cần phải nói nữa đúng không? Có cần phải nói nữa không? Thôi không cần nói nữa, tự cảm nhận đi. Nói là khổ, khổ về bệnh đã hết chưa? Chưa khổ. Bệnh, đương nhiên sau cái bệnh là cái gì? Chết. Tử tức là chết. Cho nên á, đây gọi là cái khổ thứ tư. Phật nói gì? Về tử khổ. Tức là sự khổ trong lúc chết. Mọi người đều muốn sinh thuận tử an, nhưng việc ấy rất khó được. Mà khi chết, phần nhiều xác thân lại bị khổ hành hạ, đau đớn, bị các sự khổ, các nỗi khổ hành hạ, đau đớn. Thân đã như thế, tâm thì hãi hùng, lo sợ, tham tiếc ruộng vườn của cải, con cháu, họ hàng, quyến thuộc, buồn rầu phải lìa bỏ
nhân thân muốn muôn mối dồn dập, quả thật là khổ. Để đề cập đến chữ chết, mấy ai đã muốn nghe, nói chi là ưa thích, đúng không? Chúng ta ai ai cũng muốn là gì? Sinh thuận tử an, tức là lúc sinh nhá, thì nhẹ nhàng, đảm bảo an toàn, mẹ tròn con vuông, thuận buồm xuôi gió. Xong rồi về để gì? Cả nhà cùng giết gà mổ heo, giết trâu mổ bò để ăn gì? Để ăn mừng tùy theo điều kiện hoàn cảnh kinh tế của gia đình đó. Còn chúng ta có nghĩ đến những nỗi khổ biệt ly, nỗi khổ chia lìa, cốt nhục chia lìa của những con vật mà chúng ta giết hay không? Có nghĩ không? Chúng ta sinh ra được một đứa con, một đứa cháu thì mừng. Nhưng cái con gà nó đang chung sống với gì? Con gà bố đang chung sống với con gà mẹ và con gà con. Chúng ta bắt con gà bố để gì? Để đem thịt cho cả nhà cùng ăn, bỏ lại con gà mẹ và con gà con gì? Bơ vơ, thương tiếc, buồn tủi, khổ đau và hận thù. Thậm chí là con gà mẹ đang nuôi con, chúng ta đem giết con gà mẹ để đãi đằng bạn bè, người thân, để cho đàn con gà gì? Gà con nheo nhóc, nhớ mẹ, buồn tủi và hận thù. Ngược lại, chúng ta giết những con gà con để cho con gà bố, gà mẹ gì? Cũng thương tiếc và hận thù. Cho nên trong kinh Địa Tạng mới dạy là gì? Khi sinh con đẻ cái, hãy nên gì? Bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tụng kinh Địa Tạng để mà gì? Hiểu lời Phật dạy ở trong kinh, để mà bỏ ác làm lành, lấy chữ hành thiện, đừng có sát sinh. Không chỉ dừng lại ở việc không sát sinh mà ngược lại còn gì? Còn nhất tâm phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện để hồi hướng cho cả người mẹ và những đứa gì? Và đứa con đấy, mong cho cả người mẹ và người con bình bình an an, ngày đêm mạnh khỏe, lục thời gì? Lục thời tốt đẹp. Cho nên á, kinh Đức Phật dạy như thế. Chúng ta muốn làm tốt, muốn sau này có đứa con ngoan, có đứa gì cháu hiền, cháu thảo á, thì y kinh, y luật, y Phật sở giáo để mà thực hành, ắt sẽ được như nguyện. Bằng không á thì tai họa ẩn chứa sẽ giáng xuống gia đình chúng ta, giáng xuống gì đứa con chúng ta bất cứ lúc nào đó. Cho nên á, chúng ta không biết lo xa từ bây giờ, đến khi gia đình á, gặp chuyện rồi mới rối ren, mới khóc lóc, mới chạy đôn chạy đáo ngược xuôi đông tây nam bắc, tìm thầy, tìm thuốc, tìm gì, tìm thầy cúng, tìm thầy mo, tìm thầy tu, tìm thầy thuốc, vân vân đó, để chữa trị cũng gì, cũng chẳng ăn thua gì nữa. Cho nên á, trong kinh Đức Phật dạy mà, còn khỏe thì phải biết lo tu, chớ để già rồi á thì đầu óc của mình á nó không thể nào mà điều khiển được như mong muốn của mình được nữa. Già rất khó tu các quý vị, nhưng bây giờ dù sao đi chăng nữa các vị phải cố đi, đừng có nghe nói già rất khó tu mà bỏ không tu. Khó tu mà mình vẫn tu được thì A Di Đà Phật mới chấm điểm cao đó. Đáng lẽ thì chưa đủ công đức để về Tây Phương đâu, nhưng Phật thế là gì, 70-80 tuổi hàng ngày 3-4 giờ sáng vẫn lọ mọ dậy để thắp hương, lấy nước cúng Phật và lễ Phật từng lễ, mệt nhọc, thân thể lao nhọc, khó tu trì, nhưng vì bản nguyện lòng đại bi nên ta, nên gì, nên ta thấy chúng lòng thương xót, sẽ chấm một điểm dắt về đi. Dắt về đi là về đâu? Dắt theo đi, hay là dắt về đi, hay là dắt theo gì? Dắt theo chúng ta đi. Đi về đâu? Về Tây Phương. Đáng lẽ thì chưa đủ công đức để đi đâu, nhưng phải tuổi già sức yếu mà gì, vẫn gì lọ mọ 3-4 giờ sáng giấy thì thay hương thay nước rồi cúng Phật, sau còn lễ, những cái lễ nặng nhọc, Phật cảm thương thấy gì, thôi
ta chấm cái điểm tinh tiến này cho con. Quan Âm Thế Chí ghi vào sổ gì? Sổ bạ Tây Phương, nhân khẩu bậc gì? Bậc thường thiện nhân thánh hiền ở Tây Phương. Đến khi gì? Mấy năm nữa, mấy tháng nữa, mấy gì? Mấy ngày, mấy tuần nữa, bà ấy mệnh sẽ hết, ông ấy mệnh sẽ hết. Các con gì? Cùng với ta đi đến thế giới xa bà để phóng quang minh tiếp rước thần thức của bà cụ ấy hay của ông cụ ấy. Ta gì? Những ngày qua ta gì? Ta nhìn thấy ông cụ ấy hay bà cụ ấy gì rất là tinh tiến. Với cái tuổi ấy đáng lẽ là gì? Như người khác, là ngồi để nhờ vào cái sự chăm sóc, nâng niu, chiều chuộng, hầu hạ của con cháu. Nhưng mà ông cụ ấy hay bà cụ ấy vẫn một mình tinh tiến tu hành như thế. Cho nên người này xứng đáng được gì? Được về thượng phẩm chúng sinh. À, sướng chưa? Đó. Tôi thì Phật bảo là gì? Thôi cái ông đấy nó còn trẻ, nó có tinh tiến cho tuổi, nó còn trẻ thôi, cho nó về hạ phẩm hạ sinh thôi. Còn cái ông cụ bà cụ kia nó tu ít hơn, cho nó về thượng phẩm chúng sinh. Như vậy là các vị gì? Nếu mà tôi có được về hạ phẩm hạ sinh, các vị được về thượng phẩm chúng sinh á, là các vị hơn tôi hẳn gì? Hẳn năm bậc. Có nghĩa là gì? Các vị hơn tôi hẳn năm bậc. Tôi về đó phải theo các vị á, bắt gì ạ? Tôi phải bắt gì? Tôi phải dùng cái gọi là cái loại siêu tên lửa đẩy, nó còn phải hơn cả tên lửa để đẩy lên, đẩy phi hành đoàn của Mỹ hay của Nga lên vũ trụ thì tôi mới có thể gì? Mong đuổi kịp các quý vị. Bằng không ấy, thì gì? Tôi thì gì? Chỉ ngước lên thế này, ngước lên tít trên kia chả thấy các quý vị đâu. Các quý vị nhìn xuống thì thấy tôi vì các vị gì? Phẩm vị cao hơn, thần thông thiên nhãn thì tỏ hơn, tôi ở dưới thì công đức ít hơn, mù mờ, cho nên á, nhìn lên chỉ thấy gì? Một cái điểm gì sáng chói ở trên thôi, chả thấy các vị đâu. Nhưng lúc đó ăn cái gì ngon ngon thừa thì vứt cho tôi với nhé. Giả vờ đánh rơi một cái xuống đây gì? Cho tôi xin với. Thôi, tôi thì ăn cơm thừa canh cặn thôi. Kém phúc kém duyên thì ăn cơm thừa canh cặn các quý vị là đủ rồi. Miễn là gì ạ? Thoát ly sinh tử chúng khổ một đời là tốt rồi. Thoát ly sinh tử chúng khổ còn gì để nói nữa không? Hết.